chương 3982 A Kiều. Một người đột nhiên ngồi lên rồi xe ngựa, đem lão bộc cùng Lục Khỉ giật nảy mình, động tác của người này thật sự là quá nhanh, trong nháy mắt liền chui lên xe ngựa, bất kể là lão bộc còn là Lục Khỉ đều không ngăn trở kịp nữa. Lão bộc không khỏi biến sắc, mà Lục Khỉ trong nháy mắt đứng lên, như lâm đại địch. Thế nhưng, vào lúc này, Lý Thất Già dạ lại nhẹ nhàng mà khoác tay áo, ra hiệu để Lục Khỉ ngồi xuống, Lục Khỉ tuân mệnh, thế nhưng nàng cặp mắt vẫn như cũ nhìn chầm chầm cái này đột nhiên chui lên xe ngựa người. Cái này đột nhiên chui lên xe ngựa là là một cô gái. Thế nhưng, tuyệt đối không phải là cái gì thiên tư quốc sắc mỹ nữ, tương phản, nàng là một gái xấu, một cái rất xấu mập thôn cô. Cô gái này dung mạo một thân đều là thịt béo, thế nhưng, trên người nàng thịt béo cũng là rất trắng chắc, không giống một số người một thân thịt béo, na động một cái sẽ lay động. Thế nhưng, nữ tử này một thân thịt béo thập phần rắn chắc, giống như là đúc bằng sắt đồng tưới giống như vậy, da lộ ra hát hoàng, vừa nhìn thấy bộ dáng của nàng, để nếu không từ nghĩ đến là một quanh năm trên mặt đất trong cuốn lấy việc nặng, khiên vật nặng thôn cô. Thực, nữ tử này niên kỷ cũng không lớn, cũng liền nhị 98, thế nhưng, lại lớn lên thô ráp, cả người nhìn lên lộ vẻ già, tự hồ mỗi ngày đều kinh lịch gió táp mưa xa, ngày phơi nắng sương giá nữ tử này tóc cũng là rất to dài thế nhưng rất đen nhánh như vậy tóc trở thành mái tóc bàn ở trên đầu thoạt nhìn đặc biệt tục tằn làm cho một loại đỉnh đạt cảm giác thế nhưng chính là chỗ này a dạng một cái thô ráp mập mạp nữ tử tại trên mặt của nàng cũng là vẽ loạn lên một tầng thật dày song bột nước một thổ vị đập vào mặt nếu như nói như thế một cái thô ráp cô nương tố mặt triêu thiên lời vậy ít nhất còn nói nàng người này lớn lên đôn hậu đơn giản thế nhưng nàng lại ở trên mặt vẽ loạn lên một tầng thật dày xong bột nước ăn mặc một thân vỡ hoa nhỏ váy đây thật là rất có thị giác lực đánh vào như vậy một cô nương thật sự là một thổ vị đập vào mặt cũng làm người ta cảm thấy nàng tuy rằng sống ở ở nông thôn mỗi ngày làm việc nặng nhưng ở trong lòng còn là hướng tới đô thành sinh hoạt cho nên mới có thể ở trên mặt vẽ loạn lên một tầng thật dày phát xong bột nước mặc vào vỡ hoa quần tử hô tiểu ca đã lâu không gặp vào lúc này. Cái này một thổ vị cô nương vừa thấy được lý thất dạ thời gian, nhếch lên hoa lan ngón tay, hướng lý thất dạ đã đánh mất một cái mị nhãn, nói đều phải lạc lạc lên ba phần. Nếu như nói, như thế một cái thổ vị cô nương có thể bình thường một cái nói, vậy cũng để cho người ta còn cảm thấy không có gì, còn có thể tiếp thu, vấn đề là, hiện tại nàng nhếch lên hoa lan ngón tay, một tiếng lạc lạc gọi, mị nhãn ném một cái, để cho người ta cũng không khỏi làm sợn tóc gáy, có một loại cảm giác buồn nôn. Cho nên, lão bộc nghe được nói như vậy, cũng không khỏi run lập cập, còn lục khỉ. Thấy sợ nổi da gà, nàng đều muốn đem như vậy quái vật cản xuống xe ngựa. Lý thất dạ nhìn chầm chầm cái này thổ vị cô nương, nhìn chầm chầm nàng một lúc lâu. Bộ dáng như vậy, để lục khỉ cũng không khỏi làm ngẩn ra, nàng đương nhiên sẽ không cho là lý thất dạ là coi trọng cái này thổ vị cô nương, nàng liền hết sức kỳ quái lấy lý thất giả dạ nhân vật như vậy đương nhiên là cao cao tại thượng hắn như thế nào sẽ nhận thức như vậy một cái thổ vị cô nương đây cái này không đủ thật là quỷ dị đi ngươi là ai nha lý thất giả dạ thu hồi ánh mắt lười biếng nằm cái này thổ vị cô nương điệu đà một tiếng nói rằng tiểu ca ngươi đã quên ta chính là ngươi trên lầu a kiều nha trước kia tiểu ca còn tới qua nhà của ta đây không biết lý thất giả dạ phất phất tay các đức lời của nàng. Lý Thất Dạ như vậy tư thái, để lục khi cảm thấy hết sức kỳ quái. Nếu như nói, cái này A Kiều thật là phổ thông thôn cô, chỉ sợ Lý Thất Dạ thoáng cái sẽ đem nàng văng ra, không có khả năng để cho nàng thoáng cái chui lên xe ngựa. Nếu như nói, Lý Thất Dạ cùng cái này thổ vị A Kiều là nhận thức lời, như vậy, cái này có phần là thật là quỷ dị đi. Như Lý Thất Dạ nhân vật như vậy, liền bọn họ chủ thượng đều cung kính lại cứ chạy ra khỏi như thế một cái như vậy thổ vị như vậy thấp kém hàng xóm chuyện như vậy coi như là nàng tự mình kinh lịch đều không thể nói rõ ràng cảm giác như vậy ở trên lầu nha lý thất già dạ không khỏi chậm rãi lộ ra nụ cười nhếch miệng lên lạnh nhạt nói há hình như là có chuyện như vậy niên kỷ quá xa xưa ta không nhớ được tiểu ca ngươi cái này có phần thật không có tình nghĩa chứ a kiều nhếch lên hoa lan ngón tay điệu đà nói Trước kia tiểu ca tới nhà của ta thời gian, đó là đánh nát nhà ta đồ cổ bình hoa, đó là cỡ nào chuyện lớn bằng trời, nhà của chúng ta cũng không có cùng tiểu ca ngươi tính toán. Tiểu ca nháy mắt, liền không biết người ta. Một cái bình hoa mà thôi, không nhớ được. Lý thất dạ nhẹ nhàng xua tay, nói rằng, nếu như diệt nhà ngươi, có thể ta còn có chút ấn tượng. Lý thất dạ nói như vậy, nhất thời để lục khỉ nghẹn họng nhìn trân trối, không để cho nàng biết nói cái gì lời tốt. Nếu như lý thất già dạ thật là cùng cái này thổ vị A Kiều nhận thức lời, như vậy, hắn nói lời như vậy, vậy lộ ra thật là quỷ dị. Tiểu ca, ngươi đây cũng là quá nhẫn tâm chứ, nhà của ta cũng không có cái gì bạc đãi ngươi sự tình, không phải chỉ là ngồi ngươi trên lầu đây, vì sao nhất định phải diệt nhà của chúng ta đây? Không phải là có một câu chuyện cũ đây, bà con xa không bằng láng giềng gần, tiểu ca nói lời này, vậy thật là làm cho người ta thất vọng đau khổ a à kiều một bộ ủy khuất dáng dấp thế nhưng nàng thô ráp thần thái lại làm cho người thương tiếc không nổi tương phản để cho người ta cảm thấy quá làm vẻ ta đây được rồi có trắm mau lời lại dài dòng có tin ta hay không làm thịt ngươi lý thất dạ lạnh nhạt nói a à kiều một cái liếc mắt làm kiều mị trạng thái nói rằng tiểu ca ngươi cái này quá nhẫn tâm thôi cái này cũng không đau một cái ta đây đóa mềm mại đóa hoa. Phanh, một tiếng vang lên. A Kiều còn chưa dứt lời, Lý Thất Dạ cũng đã là một cước đạp đi ra ngoài, tại Phanh, một tiếng bên trong, chỉ thấy A Kiều nặng nề mà té xuống đất, rơi một thân đều là bụi bặm, đau đến A Kiều là oa oa kêu to. Như vậy một màn, đứng xem Lục Khỉ muốn cười, lại không dám cười, không thể làm gì khác hơn là cố nén, thế nhưng, kỳ quái như thế, một màn quỷ dị để lục khỉ trong lòng cũng là tràn đầy vô cùng hiếu kỳ. Không hề nghi ngờ, lý thất giả dạ vị này A Kiều nhất định là nhận thức, nhưng, như lý thất giả dạ nhân vật như vậy, vì sao sẽ A Kiều như vậy một vị thổ vị thôn cô có cùng xuất hiện đâu điều này làm cho lục khỉ trăm mối không hiểu được. Tuy rằng bị lý thất giả dạ một cước đạp xuống phía dưới, thế nhưng, A Kiều thịt to da dày, ba năm xuống lại chui lên xe ngựa. Nhìn A Kiều tráng kiện thân thể, lục khỉ đều sợ nàng đem ngựa xe đập vùng, May mắn là, tuy rằng A Kiều là tráng kiện cực kỳ, nhưng, nàng chui lên xe ngựa, đó là linh hoạt không gì sánh được, giống như một phiến lá trụng như nhau. Tiểu ca, ngươi cái này cũng không tránh khỏi quá nhẫn tâm, đặt chân ác như vậy. A Kiều leo lên xe ngựa sau đó, gương mặt u oán. Lý thất giả dạ xem đều lười phải xem nàng, lạnh nhạt nói, phải nhớ kỹ, cái này là thế giới của ta, nếu yêu cầu ta, liền lấy ra thành ý, ta đã sớm muốn phóng hỏa diệt nhà ngươi, ngươi bây giờ muốn cầu ta, cái này muốn điêm lượng một chút. Hô, tiểu ca, không nên đem lời nói khó nghe như vậy đây. A Kiều không có chút nào buồn bực, nói rằng, tục ngữ nói thật tốt, không hòa thuận, đánh là thân, mắng là yêu. Chúng ta đều là tốt tình nhân, tiểu ca thế nào nhớ kỹ một chút tình xưa đúng không? Vào lúc này, A Kiều vẫn lên hoa lan ngón tay, một bộ cùng lý thất giả rất thuộc rất thân thiết dáng dấp. Liền ngươi quỷ này dáng dấp. Lý thất giả xem xét A Kiều một cái, khóe miệng Kiều xuống. A Kiều ủy khuất dáng dấp. Nói rằng, tiểu ca cái này không phải là ngại A Kiều xấu xí, không bằng bên cạnh ngươi cô nương đẹp. Được rồi, đừng ở dài dòng. Lý thất giả xua tay, từ tốn nói, đại thế như ở trước mắt, vạn cổ như đất, tất cả bất quá là vô căn cứ mà thôi, tâm bất diệt thần liền tại, ảo diệu trong đó, không cần nói chuyện nhiều. vốn là một cái rất ác tục khai đoan, lý thất dạ đột nhiên nói lời này vô cùng ảo diệu, để lục khỉ đều nghe được ngay dạy. lý thất dạ đột nhiên này lời, nàng đều phỏng đoán không tới, chẳng lẽ nói, như thế một cái thổ vị thôn cô thật có thể hiểu. đạo tâm kiên, vạn cổ tồn, cho nên ngươi vẫn luôn tùy thời. lúc này đây a kiều lại khó có được trang dung, nói rất ý vị thăm trường hết sức ảo diệu. Liền tại A Kiều nói câu nói này thời gian, tại chợt ở giữa, lục khỉ hình như thấy được mặt khác một cái tồn tại, đây không phải là một thân thổ vị A Kiều, mà là một tuyên cổ vô song tồn tại, tự hồ nàng đã chuyển kiếp vô tận thời gian, chỉ bất quá, lúc này tất cả bụi bặm che đậy nàng chân tướng thôi. Hô, tiểu ca, ta là tới với ngươi đàm luận điểm chính sự, nói mấy cái này nhẹ đồ chơi cuốn lấy chứ. Nhưng, sau một khắc, thổ vị A Kiều lại đã trở về trừng hai mắt kiều mỹ dáng dấp nhưng lại làm cho người cảm thấy buồn nôn nói lý thất dạ lười biến nói rằng a à, kiều kiều mỹ dáng dấp nói rằng cha ta nói ta cũng không nhỏ đến mau tìm nhà chồng tuổi cho nên ta sẽ tới tìm tiểu ca tiểu ca ngươi xem nói một bộ xấu hổ dáng dấp nhẹ nhàng xem xét lý thất dạ một cái muốn đạo còn dừng dáng dấp nhưng cái bộ dáng này không có mỹ cảm trái lại để cho người ta cảm thấy có chút sẩn tóc gáy. Liên tại A Kiều cái này lời vừa nói ra thời gian, Lý Thất Dạ thoáng cái ngồi dậy, nhìn chầm chầm A Kiều, A Kiều cúi đầu, hình như xấu hổ dáng dấp. Lý Thất Dạ xem xét nàng một cái, cuối cùng, nói rằng, ngươi không tật xấu đi. A Kiều ngẩng đầu lên, trừng mắt một cái, có chút hung ba ba dáng dấp, nhưng, chợt, lại u oán ủy khuất dáng dấp, nói rằng, tiểu ca, lời nói này đến quá quyết khó có được. Lý thất Dạ lắc đầu, lành nhạt nói, đây là chọc thủng trời, tự ta đều bị dọa, cho rằng đây là đang nằm mơ. Lẽ nào ta tại tiểu ca trong lòng liền trọng yếu như vậy? A Kiều không khỏi làm vui vẻ, một bộ thẹn thùng nhưng lại. Lục khỉ nghe nói như thế, không khỏi ngẩn ngơ, ngay từ đầu, A Kiều ý tứ rất rõ ràng, nói là muốn gả cho Lý Thất Dạ. Nhưng, Lý Thất Dạ lời vừa nghe, lại cảm thấy không thích hợp, Cụ thể là 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 ở chỗ nào, Lục Khỉ nói không được, luôn cảm thấy Lý Thất Già dạ cùng A Kiều ở giữa có một loại không nói được bí mật. Đây coi như là hòa đàm a. Lý Thất Già dạ không để ý A Kiều lời, nở nụ cười, sau đó ngồi thẳng, nhìn chầm chằm A Kiều, nói rằng, nói đi. Chương 3983, mau cưới ta đi. A Kiều nhếch lên ngón tay, làm nũng dáng dấp, nói rằng, tiểu ca, gấp gáp như vậy làm gì, hai người chúng ta chung thân đại sự, còn không có đàm luận rõ ràng đây. Lý thất dạ lạnh lùng liếc A Kiều một cái, nói rằng, ngươi tin hay không, ta đem ngươi dẫm lên trên mặt đất hung hăng ma sát, nhìn ngươi có nhiều thủ đoạn. Tiểu ca, đây cũng quá quyết, lời này quá đã thương người chứ. A Kiều chu miệng, nàng không chu miệng hoàn hảo điểm, chu miệng thời gian, Giống như là heo miệng đồng như nhau Cút đi Lý thất dạ lạnh lùng nhìn A Kiều một cái Nằm xuống Không để ý tới nàng Tiểu ca Đừng như vậy đây Chúng ta thật tốt nói chuyện đây A Kiều kế tục làm nũng Nàng tung ra một cái kiều Ngồi ở bên cạnh lục khỉ đều sởn tóc gáy Buồn nôn Nàng ninh nhiên thấy A Kiều bảo nổi dáng dấp Đều không muốn nhìn thấy nàng như vậy làm nũng Cái bộ dáng này Thật sự là quá rét lạnh sảm người Thế nhưng Lý Thất Dạ không thèm để ý nàng. Được rồi, Tiểu Ca nghĩ nói chuyện, chúng ta đây liền nói chuyện thôi. A Kiều nháy một cái mắt, nói rằng, ai kêu Tiểu Ca ngươi là nhà chúng ta tương lai cô gia đây. Lăng, Lý Thất Dạ liếc nàng một cái, nói rằng, đừng ở chỗ này kẻ đáng ghét. A Kiều không khỏi nở nụ cười, trái lại, khi nàng sang sảng cười to thời gian để cho người ta cảm thấy thoải mái, như vậy tiếng cười của nàng dường như chung đồng như nhau to, nhưng ít nhất so với nàng làm nũng để cho người ta cảm thấy thoải mái hơn tiểu ca có điều kiện gì rốt cục a kiều cuối cùng được nghiêm túc hỏi lý thất dạ sờ sờ mũi nhàn nhạt nở nụ cười nói rằng đây cũng thật là là kỳ tích vạn cổ tới nay chuyện như vậy chỉ sợ là xưa nay chưa từng xảy ra qua đi hô tiểu ca lời không thể nói như vậy chuyện gì đều có ngoại lệ đây hơn nữa tiểu ca là độc nhất vô nhị tồn tại đương nhiên là cùng người khác bất đồng giá trị. A Kiều nói rằng, bà ta người ông chủ kia chủ đã nói, tiểu ca ngươi nghĩ muốn cái gì, cứ mở miệng, nhà ta độ cổ còn là không ít. Tiểu ca muốn cái gì đâu cứ việc nói đi, chúng ta tốt xấu theo cha chỗ ấy chuẩn bị điểm gia sản, đúng không? Nói, A Kiều đối lý thất dạ nháy mắt một cái, một bộ ngươi hiểu dáng dấp, hình như là nữ nhi lớn lên bất trung lưu, hoàn toàn là cánh tay ra bên ngoài quải. Là a. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười, không nóng nảy, trái lại rất bình tĩnh, nói rằng, thiên hạ không có chuyện tốt như vậy, không có khả năng có cái gì đại bánh đập phải trên đầu ta. Đột nhiên thiên hạ rớt xuống như thế một cái đại bánh, đập vào trên đầu của ta, đó không phải là muốn cho ta đi chịu chết a. À? Tiểu ca, ngươi đây là lấy lòng tiểu nhân, độ quân tử bụng. A Kiều một bộ tức giận dáng dấp, chu miệng, nói rằng, tiểu ca ngươi nên biết, nhà của chúng ta chính là một lời tức tra tứ mã nan truy. Người đều chết hết, không chỉ nói là xe tứ mã. Lý thất dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, lạnh nhạt nói, mười đầu ngựa cũng vô dụng. Vạn sự, dù sao cũng phải có một mới đầu đúng không? A Kiều nháy mắt một cái, nói rằng, vì chúng ta thời gian tới, vì chúng ta hạnh phúc. Tiểu ca có phải hay không trước suy tính một chút đây, vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần có mới đầu, dự tiểu ca trí tuệ, dự tiểu ca năng lực, còn có chuyện gì không làm được chứ? Nếu ta có thể làm được. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lạnh nhạt nói, vậy nói rõ còn chưa đủ nghiêm trọng không? Các ngươi cũng là có thể giải quyết được. Lời không thể nói như vậy. A Kiều nói rằng, có một số việc, tổng là có thể là, có thể không là. Đây là thuộc về không thể làm lúc này mới cần tiểu ca ngươi tới làm, dù sao, tiểu ca việc, vậy cũng có thể làm được đến. Là đi lý thất già dạ hiện tại không có chút nào sốt ruột bình chân như vậy nhàn nhạt vừa cười vừa nói nếu như nói ta có thể làm được ta đầy mở giá cả liền cao tiểu ca nói một chút chia a kiều cười một bộ quyến rũ dáng dấp thế nhưng lại làm cho người muốn ói nàng cười lên khanh khách nói rằng nhà của chúng ta là có tiền tiểu ca theo liền mở miệng chính là là a à. lý thất già dạ không khỏi lộ ra nồng nặc dáng tươi cười liếc a kiều một cái nói rằng vậy ngươi biết ta nghĩ muốn cái gì a à? cái này a kiều há mộng muốn nói trầm ngâm một chút nói rằng cái này đây liền không nói được rồi ta cũng không phải tiểu ca con dung trong bụng làm sao có thể biết tiểu ca nghĩ muốn cái gì đâu nếu như ngươi không biết ngươi chính là đến nhầm ngươi tìm lộn người lý thất dạ nhàn nhạt cười nhún vai nói rằng từ đâu tới đây trở về nơi đó đi một ngày nào đó ta còn sẽ lại đi nói đến đây ánh mắt ngưng tụ. A Kiều ánh mắt ngưng tụ, liền tại A Kiều ánh mắt ngưng tụ trong một sát na, lục khỉ toàn thân phát lạnh, trong chớp mắt này ở giữa, nàng cảm giác đảo ngược thời gian, vạn cổ trọng tố, liền trong chớp mắt này ở giữa, như nàng giống như vậy, chẳng qua là một nhỏ bé đến không thể lại hạt bụi nhỏ bé mà thôi. Trong chớp mắt này ở giữa, lục khỉ có một loại ảo giác, chỉ cần A Kiều thoáng phun một ngụm khí, nàng liền trong nháy mắt hôi phi yên diệt điều này làm cho lục khỉ không từ run một cái trong chớp mắt này ở giữa nàng mới ý thức tới a kiều kinh khủng cái này sợ so với nàng trước đây gặp phải bất luận kẻ nào đều còn kinh khủng hơn bất luận là bọn họ chủ thượng còn là hiện nay kiếm châu vô địch tồn tại trong chớp mắt này ở giữa đều kém xa tích tắp a kiều kinh khủng tại vừa bất kỳ vừa thấy được a kiều đều sẽ cho rằng a kiều là một tục đến không thể lại tục thôn cô mà thôi tục không chịu được thế nhưng trong chớp mắt này ở giữa, choáng váng cũng có thể minh bạch A Kiều là kinh khủng bực nào. Lục khỉ trong lòng không khỏi làm sợn tóc gáy, tại ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, kiếm châu làm sao sẽ toát ra như thế nhân vật khủng bố, trước kia là cho tới bây giờ không từng nghe tới có nhân vật như vậy. Thế nhưng, đối mặt A Kiều gián dấp, lý thất giả bất vi sở động, bình chân như vậy mà nằm ở này trong, một bộ đều không thụ A Kiều kinh khủng kia thần thái ảnh hưởng. Tiểu ca, nói lời như vậy, vậy quá tuyệt tình vậy quá thương ta tâm a kiều nhếch lên hoa lan ngón tay một bộ thập phần điệu đà dáng dấp để cho người ta không khỏi làm sỡn tóc gáy lý thất dạ không thèm để ý lạnh nhạt nói nếu quả thật nghĩ đàm luận vậy là tốt rồi tốt tới nói đi không nói chuyện không quan trọng thời cơ đã đến này tới tổng hội muốn tới ta nên đi tiểu ca ngươi thật muốn a a kiều liếc lý thất dạ một cái Lý Thất Dạ cười nhạt, nói rằng, đây là lại rõ ràng bất quá, bất quá, ta tin tưởng, ngươi không có khả năng cho. A Kiều không khỏi trầm mặt một chút, cuối cùng nàng thở dài một tiếng, nhìn Lý Thất Dạ, từ từ nói, tiểu ca, đổi như nhau, có thể, chúng ta còn có thể bàn lại xuống phía dưới, không vội. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ngươi không thấy được a, à. ta bây giờ là đứng có ưu thế, là ngươi muốn cầu ta cho nên đây không vội mà đàm luận từ từ sẽ đến ta có nhiều thời gian ta tin tưởng ngươi cũng là có nhiều thời gian nếu tất cả mọi người như thế có thời gian lại cần gì phải gấp gáp tại một lúc đây ngươi nói đúng không có lẽ vậy a à, kiều khó có được có thật tình như thế từ từ nói phải biết rằng tiểu ca thời gian dài đó cũng là gây bất lợi cho ngươi này tới chung phân ai cũng trốn không thoát ngươi là như thế Ta cũng là như vậy. Tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Lý Thất Dạ cười nhạt, từ từ nói, đạo lý này ta hiểu. Thế nhưng, ta tin tưởng có người so với ta còn muốn sốt ruột, ngươi nói có đúng không? Tiểu ca, ngươi cũng nên rõ ràng, thế gian này không vẹn vẹn có ngươi một người tai. A Kiều từ từ nói, có thể, chuyện này vẫn có những người khác có thể, đến lúc đó, Tiểu ca trong tay lợi thế xin cứ tự nhiên. Lý thất giả khoát tay áo, cắt đứt A Kiều lời, lạnh nhạt nói, nếu như ngươi thật sự có chọn người, ta không ngại, dù sao, cái này chưa chắc là một cái tốt buôn bán. Đi chịu chết cơ suất, đó là trăm phần trăm. Tiểu ca sợ chết A. A Kiều nhìn Lý thất giả, cười, rất có phép khích tướng mùi vị. Lý thất giả không khỏi nở nụ cười, nói rằng, đó chính là xem vì sao mà chết rồi, ít nhất, đối với việc này, không đáng ta đi chết, cho nên, bây giờ là các ngươi muốn cầu cạnh ta. Nói đến đây, dừng một chút, Lý Thất Dạ nhìn A Kiều, lạnh nhạt nói, nếu có những người khác ứng cử viên, ta tin tưởng, ngươi cũng sẽ không ngồi ở chỗ này. Lúc này đây, A Kiều không khỏi làm trầm mặt. Qua một lúc lâu, A Kiều rồi mới lên tiếng, tiểu ca, ngươi đổi một cái, chúng ta có thể thật tốt nói chuyện. Cái kia ngươi một ngày kia nghĩ xong, cho ta liệt một cái danh sách, để chúng ta thật tốt nói một chút đi Lý Thất Dạ cười cười Lạnh nhạt nói A Kiều trầm mặt Cuối cùng nàng nhẹ nhàng gật đầu Nói rằng tiểu ca đã như vậy Vậy chờ xem đi Chính như lời ngươi nói Tất cả mọi người có thời gian Không nhất thời vội vã Thứ cho không tiễn xa được Lý Thất Dạ nằm ở nơi đó Không có đứng dậy đưa nhà tư thái Nhưng đã hạ đuổi gia lệnh A Kiều bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đứng lên, nhưng vừa muốn đi, nàng dừng lại bước, quay đầu lại, nhìn Lý Thất Dạ, nói rằng, "Tiểu ca, ta biết ngươi vì sao mà tới." Nói đến đây, nàng dừng một chút, từ từ nói, "Nếu như ngươi nghĩ tìm kiếm hành tung, có thể, ta có thể cho ngươi cung cấp một ít tin tức, ít nhất không có gì có thể thoát khỏi con mắt của ta." "Hảo ý tâm lĩnh." Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, "Ta không nóng nảy." chậm rãi tìm đi, chỉ sợ, người so với ta còn muốn sốt ruột, dù sao, đã có người chạm tới, ngươi nói đúng không? Tiểu ca liền thật sự có lòng tin như vậy. A à, Kiều cười, lần này nàng không có quyến rũ, cũng không có làm nũng, hết sức tự nhiên, không có cái loại này ác tục tư thái, trái lại thoáng cái để cho người ta đứng xem rất thoải mái. Thô ráp nàng, dĩ nhiên làm cho một loại hoàn toàn tự nhiên cảm giác, tự hồ, trong chớp mắt này ở giữa, nàng so với thế gian bất kỳ cô gái nào đều mỹ lệ hơn. đúng, ta vẫn luôn lòng tin. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, tự tin của ta, ngươi cũng là đã biết. Ta muốn, một ngày nào đó Chung Quy sẽ đến, Chung Quy như ta mong muốn, điểm này, ta cho tới bây giờ đều là tin tưởng không nghi ngờ. nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn A Kiều, từ từ nói, ngươi cho là thế nào? A Kiều trầm mặt một chút, cuối cùng, từ từ nói, vạn sự đều có ngoài ý muốn tiểu ca có thể có này lòng tin, thật đáng mừng. Cuối cùng, A Kiều liền ông quyền, xoay người ly khai, không đi bao xa, một cái ngoái đầu nhìn lại, đánh một cái mị nhãn, rất kiều vũ nói, tiểu ca, nhớ kỹ đi lên, ta chờ ngươi hô. Nói, phiêu nhiên đi. Nàng cái bộ dáng này, nhất thời để cho người ta một trận ác hàng. chương 3984, Chí Thánh Thiên Kiếm. Chí Thánh Thành, hết sức to lớn, thành tường cao vót, thẳng vào mây trời, như tường đồng vách sắt như nhau. Thánh quan theo chỗ cao chiếu nghiêng xuống, bao phủ cả tòa Chí Thánh Thành, cho nên, làm đi vào Chí Thánh Thành thời gian, tự hồ là đi vào thế gian chỗ an toàn nhất. Cả tòa Chí Thánh Thành giống như là tường đồng vách sắt pháo đài, có thể chống đối tất cả kẻ thù bên ngoài xâm lấn, trên đỉnh đầu lại là thánh quan chiếu nghiêng xuống, để cho người ta đắm chìm trong thánh quan trong, chuyện này nhất thời để cho người ta cảm giác mình như bị vô địch đạo quân an ủi đỉnh thụ đạo giống như vậy. Có trước nay chưa có ấm áp an toàn. Cho nên, rất nhiều rất nhiều người đi vào chí thánh thành thời gian, đều có một loại trước nay chưa có an tâm, có một loại trước nay chưa có thản nhiên, chỉ sợ là nhỏ yếu đến đâu người, đi vào chí thánh thành, cũng cảm giác mình sau đó sẽ không lại lo lắng hải hùng. Đây là chí thánh thành mị lực, đây cũng là làm cho trăm nghìn vạn năm tới nay không biết có bao nhiêu con dân không xa nghìn vạn dặm mà đến lặn lội đường xa vì đó là có thể tại chí thánh bên trong thành an cư lạc nghiệp chí thánh thành chính là kiếm châu lớn nhất phồn hoa nhất đô thành một trong có hàng tỷ con dân cả tòa chí thánh thành vạn lý rộng có thể nói là phồn hoa phải nhường người không kịp nhìn ba nghìn hồng trần liên tục cũng từng là để rất nhiều người lưu luyến quên về bước vào chí thánh thành thời gian một liên tục hồng trần khí tức đập vào mặt, để cho người ta có thể thỏa thích cảm thụ được cái này liên tục hồng trần mị lực, cũng để cho người có bước vào hồng trần một không về xung động. Tại Chí Thánh trong thành, có nghìn tộc vạn giáo đệ tử xuất nhập, tại đây trong, có thể thấy các đại giáo cương quốc, tông môn các tộc tu sĩ cường giả xuất hiện. Có yêu tộc, nhân tộc, mị linh, thiên ma, quỷ tộc, thương linh, vân vân. Hơn nữa, xuất nhập Chí Thánh thành tu sĩ cường giả, có yên lặng hạng người vô danh, cũng có uy hiếp thập phương bá chủ, cho nên, Chí thánh bên trong thành, thường thường có thể thấy có vạn ngồi xe ngựa chạy như bay mà qua, thành thế thập phần lớn, như đế vương xuất hành, để không ít người làm sợ hãi than nghị luận. Đương nhiên, cũng không có thiếu người đối với cái này dạng một màn, đã không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị, dù sao, nơi này là chí thánh thành, chỉ sợ là năm đại cự đầu, các đại tông sư nhân vật như vậy xuất hiện. Vậy cũng là chuyện thường xảy ra đương nhiên cũng có không được đại nhân vật thập phần khiêm tốn thậm chí là biến mất chân thân xuất nhập tại chí thánh thành bên trong cho nên có thể cùng ngươi gặp thoáng qua người chính là uy danh hiển hách đại tông sư có lẽ là năm đại một trong những cự đầu lý thất dạ ngồi xe ngựa chậm rãi lái vào chí thánh trong thành thánh quang từ trên đỉnh đầu chiếu nghiêng xuống ôn nhu mà hòa hoãn khiến người ta cảm thấy mình là đắm chìm trong trong nắng sớm hết sức thoải mái làm cho toàn thân thư thái cảm giác cái này giống là một ngày làm việc sau đó. Bọt trong suối nước nóng, đó là nói không hết thoải mái thả lỏng. Đắm chìm trong cái này thánh quan trong, nhìn một chút cao vót thành tượng, không nhường được không kinh tháng, năm đó chí thánh đạo quân, đích thật là khó lường, đúc xây như vậy khổng lồ đô thành, lại nguyện ý người trong thiên hạ cùng chung, trí tuệ như thế, chỉ sợ vạn cổ tới nay, không có mấy người. Chí thánh thành nhà, nhìn cố nhược kim thang chí thánh thành, lục khỉ cũng không khỏi thập phần cảm khái tuy rằng đây không phải là nạn lần đầu tiên tới chí thánh thành thế nhưng mỗi lần đến đây chí thánh thành đều có được không giống bình thường cảm tưởng tới thành thành chủ chính là thống ngự có cách chí thánh thành ngày càng hưng thịnh lục khỉ nhìn chí thánh thành cũng không khỏi cảm khái nói rằng thảo nào có người nói chí thánh thành chính là kiếm châu pháo đài vạn thế không ngã chí thánh thành sừng sững đến nay chỉ sợ là tại hiện nay kiếm châu phóng nhãn thiên hạ không có mấy người dám ở chí thánh thành dương oai cái này cũng làm cho chí thánh thành trở thành hiện nay kiếm châu chỗ an toàn nhất đương nhiên cái này ngoại trừ chí thánh thành cái này độc nhất vô nhị địa vị cùng phòng ngự ở ngoài đồng thời chí thánh thành hiện nay thành chủ đó cũng là thập phần khó lường tồn tại từng có người nói qua chí thánh thành chủ tuy rằng không năm đại cự đầu tên nhưng năm đại cự đầu dưới không người có thể địch cho nên hiện nay chí thánh thành thực lực của nó đủ để ngạo thì kiếm châu bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc, chỉ sợ là hải đế kiếm quốc nhân vật như vậy, cũng không dám tại chí thánh thành vô cùng làm càng. Vạn thế không ngã. Lý thất dạ nghe nói như thế, nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, đàm luận vạn thế, gì dễ. Thời gian biến thiên, hưng suy thay thế, cường đại trở lại truyền thừa, một ngày nào đó âm ầm ngã xuống. Lý thất dạ nói như vậy, để lục khỉ cũng không khỏi làm nhận đồng, nhẹ nhàng gật đầu. Lý thất dạ nhưng thật ra cảm khái thở dài một cái, nhìn trước mắt Chí Thánh Thành, lại không khỏi là nghĩ tới năm đó Thánh Thành. Năm đó Thánh Thành, bực nào sừng sững không ngã, bực nào hưng thịnh phồn hoa, từng ở đó xa xôi trong năm tháng, Thánh Thành cũng từng bị người cho rằng là nhân tộc nơi ẩn nút, tuyên cổ bất diệt. Thế nhưng, ngàn vạn năm xa vời, năm tháng vô tình, Quảng Chi đã từng sừng sững tại giữa thiên địa Thánh Thành, cuối cùng cũng là âm ầm ngã xuống, từ nay về sau đổ nát mặt trời sắp lặn trước mắt chí thánh thành nhiều hoặc ít cũng có trước kia thánh thành cái bóng điều này cũng làm cho lý thất dạ không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng vạn cổ bất diệt nói dễ vậy sao lại có bao nhiêu người thay thế ra vô số tâm huyết xe ngựa chậm rãi lái vào chí thánh thành thánh quang rơi lý thất dạ giang bàn tay ra thánh quang tại trên bàn tay của hắn nhảy lục khỉ cũng không khỏi bị như vậy một màn hấp dẫn lấy ai cũng biết chí thánh thành thánh quang, chính là theo chí thánh thiên kiếm chỗ phát ra, như vậy thánh quang là ai đều không giữ được, ai cũng cầm không được. Thế nhưng, hiện tại Lý Thất Dạ lại tùy ý mở tay. Liền lưu lại thánh quang, liền cầm thánh quang, nếu là có những người khác thấy như vậy một màn, nhất định sẽ khiếp sợ. Vào lúc này, thánh quang dường như tinh linh như nhau tại Lý Thất Dạ trên bàn tay toát ra, hết sức vui, hình như là mỗi một luồng thánh quang đều có được nói không hết vui sướng như nhau. Theo thánh quan tại lý thất dạ trên bàn tay dường như tinh linh thông thường nhảy, lý thất dạ bàn tay dĩ nhiên giống như có vô cùng mị lực giống như vậy, dĩ nhiên hấp dẫn bốn phía rất nhiều thánh quan chiếu xuống lý thất dạ trên lòng bàn tay. Cho nên, vào lúc này, thánh quan hình như là bị hút tới. Một thánh quan tại lý thất dạ trên bàn tay vui nhảy, hơn nữa, là càng ngày càng nhiều, như muốn đem toàn bộ chí thánh thành thánh quan hấp dẫn qua như nhau. Liền tại thánh quan thủ lý thất dạ hấp dẫn lúc, Tại chí thánh thành bên trong, có một trâu tóc trắng phao lão giả, đột nhiên có cảm ứng, trong lòng làm chấn động, trong nháy mắt đứng lên, giật mình nói rằng, là người nào? Nhưng vừa lúc đó, Lý Thất già không khỏi cười cười, nhẹ nhàng mà bắn một cái bàn tay, nói rằng, đi đi. Theo Lý Thất giả tùy ý bắn ra, thánh quang dường như tinh linh giống như vậy, trong nháy mắt lại rơi tại bốn phía, tiêu tại vô ảnh. Mà chí thánh thành bên trong trâu tóc trắng phao lão giả Hắn cảm ứng lại thoáng cái tiêu thất trong lòng của hắn chấn động theo, giật mình không gì sánh được, thì thào nói nói là người nào cảm ứng chí thánh thiên kiếm, lẽ nào đây là có tân chủ xuất hiện a? À? Thế nhưng vào lúc này bất luận râu tóc trắng phao lão giả thế nào đi cảm ứng cũng không có bất kỳ động tĩnh, hết thảy đều quy tịch tự hồ vừa tất cả đều do cùng là ảo giác. Thế nhưng râu tóc trắng phao lão giả rất rõ ràng, đây tuyệt đối không phải là cái gì ảo giác tại vừa thời gian xác thực có người cảm ứng được chí thánh thiên kiếm làm cho chí thánh thiên kiếm cùng cộng hưởng theo thế nhưng loại cảm ứng này loại này cộng minh lại đang vừa trong một sát na tiêu thất phát sinh như vậy cảm ứng cái này râu tóc trắng phao lão giả ở trong lòng khiếp sợ bởi vì trước kia chí thánh thành thủy tổ chí thánh đạo quân đem chí thánh thiên kiếm cắm ở chí thánh thành trên đài cao đó chính là ý nghĩa người trong thiên hạ đều có thể cầm ai có thể đạt được chí thánh thiên kiếm thừa nhận vậy đem có thể rút ra chí thánh thiên kiếm trở thành chí thánh thiên kiếm chủ nhân phải biết rằng như có thể trở thành là chí thánh thiên kiếm chủ nhân nhất định là chí thánh chí thần có thể nói là cao tuyệt vô song tồn tại trăm nghìn vạn năm tới nay cũng không từng có người lại rút lên cái thanh này chí thánh thiên kiếm hôm nay chí thánh thiên kiếm đột nhiên có cảm ứng cái này có phần thật là làm cho người ta chấn động theo chứ chẳng lẽ nói chí thánh thiên kiếm tân chủ sắp sửa xuất hiện a à? trong khoảng thời gian ngắn vị này râu tóc trắng phao lão giả trong lòng là quay đi quay lại trăm ngàn lần vào giờ khắc này trên mã xa lục khỉ cũng không khỏi hơi khiếp sợ nàng đi theo tự mình chủ thượng lâu như vậy biết đây là ý vị như thế nào công tử ngươi cũng biết có thể cảm ứng chí thánh thiên kiếm người liền có tư cách đi rút chí thánh thiên kiếm lục khỉ không khỏi ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời chí thánh thiên kiếm chính đại thiên kiếm một trong cũng là chính đại thiên kiếm trong rất đặc biệt thiên kiếm, thế nhân ai không nghĩ đến. Thiên kiếm mà thôi. Lý thất giả tùy ý cười, nói rằng, không có gì muốn đi chấp nhất, ta muốn, liền lấy. Lời nói này đến thập phần tùy ý, thế nhưng, tại lục khỉ trong lòng lại nhấc lên kinh đạo hải lãng, nàng tâm thần kịch chấn. Như là người khác, nhất định sẽ cho rằng, đây là khẩu xuất cuồng ngôn. Cuồng vọng vô tri. Chính đại thiên kiếm bực nào tuyệt thế vô song trên đời ở giữa lại có bao nhiêu người có thể lấy lại có mấy người có thể được chưởng thiên hạ chứng đại đạo nhất định có thể trở thành là vô địch đạo quân hiện tại lý thất giả dạ cũng dám nói chính đại thiên kiếm tiện tay lấy trên đời ở giữa có ai dám miệng ra này cùng ngôn lại có ai có thể có thực lực như vậy nói lời này người nhất định là cùng vọng vô tri thế nhưng lục khỉ cũng không cho là như vậy chỉ sợ là lý thất giả dạ thuận miệng nói ra như vậy hắn nhất định có thể làm được, cái này là thế nào thực lực đáng sợ. Như chủ nhân của bọn họ, cũng không có thể làm được đến. Lý thất giả dạ lười biến nằm xuống, chưa đi để ý tới, cũng không có đi rút thiên kiếm ý nghĩ. Xe ngựa lái vào Chí Thánh Thành, lục khỉ thu xếp để lý thất giả dạ ở lại, tại Chí Thánh Thành, lục khỉ bọn họ tông môn cũng có lớn như vậy sản nghiệp, cho nên... Lý thất dạ vào ở chính là Chí Thánh Thành bên trong một tòa đình viện tại chí thánh thành này vậy tất đất tất vàng địa phương, dĩ nhiên ủng hộ có như thế lớn như vậy đình viện, vậy cũng đủ có thể thấy lục khỉ tông môn thực lực hồn hậu. Lý thất dạ dàn xếp lại sau đó, liền đi ra đi một chút, lục khỉ là lý thất dạ dẫn đường. Đi tới chí thánh thành phồn hoa nhất đường dài thánh rửa đường phố. Nơi này là chí thánh thành phồn hoa nhất địa phương, hơn nữa còn là phức tạp nhất địa phương, tam giáo cửu lưu đều tụ tập tại đây trong, có ẩn thân đại nhân vật, cũng có khanh mông quải phiến tên côn đồ. Nghe đồn, trước kia chí thánh đạo quân chính là xuất thân từ cái này phố phường khí tức mười phần thánh rửa đường phố, hắn trở thành đạo quân sau đó, vẫn như cũ để rửa thánh đường phố trở thành tam giáo cửu lưu nơi tụ tập. Chương 3985, Hoàng Bội Kiếm Nữ Tẩy Thánh Nhai là chí thánh thành phồn hoa nhất đường dài, cũng có người cho rằng nơi này là bẩn thiểu nhất rất tàn ô nạp cấu địa phương, tại đây trong, tiểu thâu, phiến tử hỗn tạp cùng nhau, nhưng có một vài đại nhân vật biến mất chân thân xuất nhập nơi này. Tại đây trong, người đến người đi, nối góc ma vai, người ta tấp nập, có thể nói là phi thường náo nhiệt. Lý thất dạ lục khỉ đi tới tẩy thánh nhai, tại đây trong, chính là cửa hàng sang sát, người bán hàng trong quá nhiều, khắp nơi đều có thể nghe được thét to thanh âm, nhập xuất phát từ nơi này không cũng chỉ có tu sĩ cường giả cũng không có thiếu kiếm sống người phàm đi lại tại đây náo nhiệt vạn phần tẩy thánh nhai lý thất dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười chỗ như vậy chính là rất được người yêu mến địa phương cũng chính là cái này ba nghìn thế giới vì sao như vậy có mị lực một trong những nguyên nhân công tử có cái gì muốn mua a à? tẩy thánh nhai hội tụ năm sông bốn biến thương phẩm đi vào tẩy thánh nhai lục khỉ không khỏi hỏi nhưng vừa mới nói xong Lục khỉ lại cảm giác mình lời này là dư thừa, tuy rằng tẩy thánh nhai có đến từ chính ngũ hồ tứ hải các loại thương phẩm. Chỉ sợ những thứ này thương phẩm đều không nhập lý thất giả pháp nhãn. Lý thất giả nở nụ cười, còn chưa mở miệng, vào lúc này, trong đám người đã có người thoáng cái chui được lý thất giả trước mặt, một nhàn nhạt mùi thơm nhát đập vào mặt. Hai vị đạo hữu là tới tẩy thánh nhai buôn bán A. À. Người này mở miệng, thanh âm dễ nghe, như hoàng oanh nhưng lại hiển lưu loát, thanh thúy. Đứng ở lý thất dạ trước mặt dĩ nhiên là một cô thiếu nữ, người thiếu nữ này hướng lý thất dạ trước mặt vừa đứng, để cho người ta sáng mắt lên, mặc dù nói, người thiếu nữ này chưa nói tới quốc sắc thiên hương. Chưa nói tới cái gì tuyệt thế mỹ nữ. Nhưng, trước mắt người thiếu nữ này đích thật là một mỹ nữ, nàng mặc một thân tử y, lả lướt nhiều vẻ, một đôi ánh mắt sáng ngời vừa tròn vừa lớn, hình như là có thể nói như nhau, khóe miệng có hai cái nhật nhạt lúng đồng tiền, cười yếu ớt thời gian, thập phần có sức cuốn hút, để cho người ta cũng không khỏi tùy theo cười. Nữ tử này vóc người có lồi có lõm, một đầu mái tóc, đâm đuôi ngựa, lộ ra có ba phần ánh mặt trời lưu loát, nhưng lại càng lộ ra tịnh lệ động lòng người. Trên người cô gái móc có hoàng bội, hoàng bội đụng nhau lúc, kèn đương trung động. Thanh Thúy dễ nghe. Lý thất dạ nhìn thoáng qua nữ tử này, nhìn nàng một ít hai vừa tròn vừa lớn mắt, nữ tử này bị lý thất dạ như vậy nhìn thẳng dưới, đều có chút ngượng ngùng, mặt không khỏi làm đỏ lên, nàng rất ít gặp phải tình huống như vậy, bởi vì lý thất dạ cặp mắt trong lại thời gian, giống là nhìn thẳng người linh hồn, tại dưới ánh mắt tả của hắn, hết thảy đều trong nháy mắt nhìn một cái không sót gì. Hai vị đạo hữu, có gì cần ta ra sức không có? Vị nữ tử này hướng lý thất dạ, lục khỉ không người chào thân, tự nhiên tự nhiên lý thất dạ không khỏi nhàn nhạt cười nói rằng ngươi có thể làm gì đâu nữ tử này vội vàng nói là nói ta có thể việc làm vậy cũng không ít chân chạy việc nặng môi giới cái gì đều biết một chút chỉ cần hai cái đạo hữu có địa phương cần phó cái thù lao ta nhất định đi làm đó chính là làm việc vặt lý thất dạ không khỏi nở nụ cười nữ tử này không phải lần đầu tiên nở nụ cười nàng cười thời gian cũng rất có sức cuốn hút, tự nhiên tự nhiên, nói rằng, cũng có thể nói như vậy, hai vị đạo hữu có yêu cầu, có thể tùy tiện phân phó. Lý thất giả gật đầu, nói rằng, có chút ý nghĩa, cũng có thể, vậy hãy cùng theo ta đi. Không biết hai vị đạo hữu thế nào trả tiền? Vị cô nương này dĩ nhiên ngọt ngào cười. Vì mình tìm được mới chủ thuê mà vui vẻ. Lý thất giả cười nhạt, nói rằng, làm việc cho ta, là vinh hạnh của ngươi ta không bạc đãi ngươi cái cô nương này làm ngẩn ra nhìn lý thất dạ chỉ chốc lát cuối cùng bỗng nhiên gật đầu một cái nói rằng được nếu đạo hữu nói như thế ta đây liền thử nhìn một chút có thể không thích hợp gọi công tử đi lý thất dạ thuận miệng phân phó một tiếng cái cô nương này ngẩn ra nhìn lý thất dạ không người nói rằng tại hạ hứa dịch vân ra mắt công tử khó có được lục khỉ nghe được cái cô nương này lời cũng không khỏi làm kinh ngạc nói rằng tuấn ngạn mười kiếm một trong hoàng bội kiếm nữ hứa cô nương hư danh mà thôi ta cũng vậy đi ra đòi điểm sinh hoạt được thông qua qua sống cái cô nương này nở nụ cười nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng cái cô nương này dĩ nhiên là kiếm châu tuấn ngạn mười kiếm một trong hoàng bội kiếm nữ là kiếm châu tuấn ngạn mười kiếm có thể nói là trẻ tuổi thiên tài tuyệt thế là nhân vật như vậy, vậy cũng là tự cho mình là tài trí hơn người, ngạo thì người khác, hơn nữa đều là đi tới cao hướng. Hiện ở nơi này hoàng bội kiếm nữ dĩ nhiên chạy đến làm sự tình, dĩ nhiên nguyện ý đi ra làm chân chạy. Đích thật là một cái kỳ tích, cũng là nhất kiện chuyện hết sức kỳ quái. Thiên chi kiêu nữ, đi ra làm những thứ này khổ sai. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói rằng, có phải hay không cảm giác mình có vài phần quỷ khuất đâu? Hứa Dịch Vân ngẩn ra, lý thất giả nói như vậy thật sự là quá trực tiếp nàng nhẹ nhàng thở dài một cái nhẹ nhàng gật đầu nói rằng bao nhiêu là sẽ có nhưng mình chọn đường cũng nên tự mình đi xuống gia tộc cũng không dễ ta cũng nên chia sẻ một hai hứa gia đã không bằng trước kia lục khỉ từ từ nói hứa dịch vân cây đắng nở nụ cười nhưng thần thái vẫn như cũ thản nhiên nói rằng đủ khả năng chuyện tình ta này làm hy vọng công tử có thể dìu dắt một hai nói hướng lý thất dạ liền ông quyền hứa dịch vân xuất thân từ đại thế gia chính là kiếm châu từng là tiếng tâm lừng lẫy hứa gia đáng tiếc cho đến ngày nay hứa gia cũng không có rơi xuống không lớn bằng lúc trước đương nhiên vẫn là một cái đại thế gia làm một thế gia hứa dịch vân như vậy một thiên tài như nhau có thể kim quần áo ngọc ăn dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa Nàng vẫn như cũ không cần đi làm khổ như thế lực chuyện, thế nhưng, nàng lại lựa chọn tới đây phạm thế làm chút chuyện. Lấy nuôi sống tự mình. Đương nhiên, hứa dịch vân không chỉ là làm chút chuyện nuôi sống tự mình, cũng là coi nó là làm một loại mài dũa. Làm sao lại cho là ta có thể cho ngươi dìu dắt đâu, lý thất dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, tùy ý nói rằng, nói không chừng, ngươi là theo lầm người. Hứa dịch vân nhịn không được coi lại lý thất dạ một cái, nói rằng, ta tin tưởng công tử. Trên thực tế, hứa dịch vân đi ra làm khổ sai, bất kể là vì nuôi sống tự mình, vẫn là vì ma luyện, nàng cũng là mắt lạnh xem thế giới, cũng không phải là là chuyện gì cũng làm, nàng đang lựa chọn chủ thuê lên cũng là có lựa chọn. Lúc này đây, Lý Thất Dạ mới vừa gia nhập tẩy thánh nhai thời gian, hứa dịch vân đã chú ý rồi. Nói cho đúng, ngươi là chú ý đến bên cạnh ta nha đầu này. Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng ta một cái phổ la đại chúng người ngươi xem cũng không được gì công tử pháp nhãn như đuốc nếu công tử vừa nói như vậy ta đây liền càng giải sâu hứa dịch vân cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười nhưng hết sức thẳng thắn thành khẩn lý thất giả ở đây xác thực nói không sai ngay từ đầu tẩy dịch vân là chú ý tới lục khỉ mặc dù nói lục khỉ thu liễm tự mình khí tức che đậy tự mình hình dáng thế nhưng Hứa dịch vân tại tẩy thánh nhai trà trộn lâu như vậy, biết rất nhiều không được đại nhân vật cũng sẽ che ẩn tự mình. Tuy rằng nàng đoán không ra lục khỉ thực lực thế nào, nhưng, nàng có thể khẳng định, lục khỉ thực lực tuyệt đối so với nàng cường. Thế nhưng, lục khỉ cường giả như vậy, cũng là lý thất giả bên người tỷ nữ, cho nên, hứa dịch vân thoáng cái biết, có thể mình có thể tìm được một phần tốt chuyện, cho nên, chính nàng sắp đến, mau toại tự đề cử mình. Lý thất giả không khỏi cười lắc đầu, nói rằng, vậy không nhất định. Nói không chừng ta là một phú nhị đại. Không, hẳn là là một tu nhị đại, có một không dạy trưởng bối, cho ta phối một cái không được tỳ nữ. Thực đây, ta là người ngu ngốc một cái, không có gì bản lĩnh, sống phóng túng mọi thứ đều toàn bộ. Nếu quả như thật là như thế. Hứa dịch vân dừng một chút, cảm thấy không có khả năng, nói rằng, như vậy, công tử vị này tu nhị đại, có phần là quá vô danh chứ. Vậy ngươi cảm thấy thế nào mới là cao điệu đâu, lý thất dạ nhiều hứng thú. Ít nhất cũng là tiên y nộ mã, tốt xấu cổng một thanh kiếm thần, phủ lên một đôi tiên bội. Hứa dịch vân không khỏi trên dưới quan sát một chút lý thất dạ. Nói rằng, công tử ăn mặc như vậy mộc mạc, coi như là tu nhị đại, đó cũng là khiêm tốn đến quá mức. Lý thất dạ không khỏi sờ sờ cầm, có hứng thú, vừa cười vừa nói, ta đây hẳn là cải trang cải trang làm tu nhị đại không có ý gì làm một cái nhà giàu mới nổi thế nào nhà giàu mới nổi hứa dịch vân không khỏi làm ngẩn ra không rõ lý thất dạ lời này là có ý gì lý thất dạ không khỏi vừa cười vừa nói một đêm thành cự phú trở thành kiếm châu đệ nhất phú hào cái này có tính không nhà giàu mới nổi cái này hứa dịch vân ngược lại cũng ngoài ý muốn phục hồi tinh thần lại nói rằng công tử là hướng về phía đệ nhất thiên hạ bàn mà đến rồi hừm không sai biệt lắm lý thất dạ cười cười nói rằng chờ ta mở đệ nhất thiên hạ bàn chính là đệ nhất thiên hạ phú ngươi nói ta phải không thì phải tìm mấy người thiên tôn đến cho ta kéo xe ngựa mặc vào một thân thần quần áo trên đầu phủ lên mấy thanh thần kiếm làm cái trăm cài đầu bên hông lên lại phủ lên mười món tám món đạo quân vũ khí nói đến đây lý thất dạ cũng không khỏi làm lắc đầu cảm thấy cái ý nghĩ này thật là không tệ. Hứa dịch vân cũng đều ngẩn ra, nàng có thể tưởng tượng một chút. Nếu như lý thất giả dạ thực sự theo như cứ như vậy đi cải trang lời, thực sự giống như là một nhà giàu mới nổi, siêu cấp bạo phát cái loại này. Để nhất thiên hạ bàn, không phải là dễ dàng như vậy có đi. Hứa dịch vân trầm ngâm một chút, lúc nói lời này, lộ ra có vài phần cẩn thận. Nàng không có cười nhạo lý thất giả dạ ý tứ, nhưng, trăm nghìn vạn năm tới nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai xem qua đệ nhất thiên hạ bàn. Ngươi đã đều tự nhận là như vậy thật tinh mắt, tự nhận là theo định người, như vậy, hiện tại chính là khảo nghiệm ngươi lúc. Lý thất giả vỗ vỗ hứa dịch vân vai, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, có thể. Ngươi là nhìn lầm, cũng không có theo đối chủ nhân, ngươi theo, chẳng qua là một cái người ngu ngốc thôi. Hứa dịch vân không khỏi ngẩn ra, đứng ở nơi đó, phục hồi tinh thần lại, đuổi theo lý thất giả cước bộ, nói rằng công tử sẽ đi ngay bây giờ để nhất thiên hạ bàn A. Nó đã nở, có muốn hay không ta cho công tử dẫn đường? Lý thất giả không khỏi nở nụ cười, nói rằng nếu đệ nhất thiên hạ bàn trăm nghìn vạn năm tới nay cũng không có người mở qua, gấp như vậy làm gì, nó ở đó trong chờ ta là được. Chương 3986, Lão Thiết Cũ Cửa Hàng Hứa dịch vân đuổi kịp lý thất dạ, nháy một cái mắt, vừa cười vừa nói, công tử kia là tới tìm kiếm cái lạ đi, có suy nghĩ gì yêu thích, có nhiều ý nghĩ đâu nói nghe một chút, ta giúp ngươi ngẫm lại xem, tại đây tẩy thánh nhai có cái gì thích hợp công tử gia. Ngươi lời này, nói như là người mối lái. Lý thất dạ hời hợt liếc hứa dịch vân một cái, nói rằng. Lời này nhất thời để hứa dịch vân trắng mặt đỏ lên, xấu hổ, cười gượng, nói rằng, công tử lời này, nói cũng quá không văn nhã, ai là người mối lái, ta lại không làm loại này hoạt động. Nghĩ phỏng đoán ta ý nghĩ nha. Lý thất dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói rằng, ngươi tự do phát huy chính là, ngươi trà trộn tại đây trong, hẳn là đối với nơi này quen thuộc, vậy thì ngươi dẫn đường đi. Lý thất dạ đáp ứng một tiếng, để hứa dịch vân cũng không khỏi làm ngoại ý muốn, đây là quá thoải mái sắp rồi. Bất quá, hứa dịch vân là một thẳng thắng lưu loát người, nàng vung đuôi ngựa cười tủng tỉm nói rằng ta biết tại đây tẩy thánh nhai trên có một nhà lão cửa hàng rất là có đặc sắc không bằng ta mang công tử gia đi xem thế nào có cái gì không được lý thất dạ nhàn nhạt cười rất tùy ý trên thực tế hắn tới tẩy thánh nhai đi một chút đó cũng là hết sức tùy ý cùng không có gì đặc biệt mục tiêu chỉ là tùy tiện đi một chút mà thôi lý thất dạ đáp ứng sau đó hứa dịch vân lập tức đi ở phía trước cho lý thất dạ dẫn đường. Toàn bộ tẩy thánh nhai rất dài, phố lớn nhỏ nhỏ cũng là hết sức phức tạp, quanh co, thường thường có thể đem người lượng quanh bất tỉnh, hứa dịch vân tại đây trong trà trộn lâu, đối với tẩy thánh nhai cũng là hết sức quen thuộc, mang theo lý thất dạ hai người chính là bảy chuyển tám quải, đi qua tẩy thánh nhai một cái lại một đầu hẻm nhỏ. Cuối cùng, đi tới một cái hẻo lánh cùng tầm thường tiệm cũ trước cửa dừng lại. Cái này tiệm cũ đã là rất cũ kỹ, chỉ thấy cửa tiệm lộ vẽ cờ hiệu, trên đó viết, lão thiết cũ cửa hàng, cái này cờ hiệu đã rất cũ kỹ, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm gió táp mưa xa, tự hồ đưa tay nhắc tới là có thể đem nó xé nát như nhau. Hứa dịch vân rất quen thuộc dáng dấp, đi đến, hướng sau quầy người chào hỏi, cười khanh khách nói, đại thúc, ngươi xem, ta mang cho ngươi khách nhân tới. Ngồi ở sau quầy người, là là một nhìn là hán tử trung niên bộ dáng trưởng quỷ, chỉ bất quá, trung niên hán tử này bộ dáng trưởng quỷ hắn cũng không phải là ăn mặc thương nhân y phục. Trung niên hán tử này sắc mặt tịch hoàng, thoạt nhìn hình như là dinh dưỡng không đầy đủ, lại tựa hồ là cũng nhanh mang theo, thoạt nhìn cả người cùng không tinh thần. Thế nhưng, hán tử trung niên lại ăn mặc một thân áo bó, thân thể thoạt nhìn rất trắng chắc, tựa hồ là quanh năm cuốn lấy khổ sống chỗ đầm thân thể. Trung niên hán tử này ho khan một tiếng, hắn không ngẩng đầu lên, biết là ai tới, lắc đầu nói rằng, ngươi lại đi làm chân chạy, đại tiền đồ tốt, hà tất bẩn thiểu tự mình. Cái này lại không phải là cái gì khổ sống, cố gắng nghề nghiệp, không có gì không tốt, lại không tính là ném ta hứa da mặt. Hứa dịch vân rộng rãi mà cười, nụ cười như thế tuy rằng chưa nói tới cái gì khuynh quốc khuynh thành, chưa nói tới cái gì rơi nhạn trầm cá, thế nhưng, như vậy rộng rãi ánh mặt trời dáng tươi cười, còn là tràn đầy mị lực. Trên thực tế, tượng nàng như vậy tu sĩ thật sự chính là hiếm thấy là trẻ tuổi thiên tài nàng đích xác là tiền đồ vô lượng bất luận tông môn gì thế gia có như vậy một thiên tài đệ tử cũng sẽ nguyện ý đem hết toàn lực đi tài bồi căn bản cũng không cần tự mình đi ra kiếm ăn đi ra cố gắng nghề nghiệp bất quá hứa dịch vân lại tự mình chạy đến nuôi sống tự mình làm đều là một ít chân chạy chuyện cách làm như thế tại rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói là làm mất thân phận cũng có ném thế hệ trẻ thiên tài mặt mũi chỉ bất quá hứa dịch vân tịnh không để ý trung niên hán tử này không khỏi cười lắc đầu nói rằng ngày hôm nay ngươi lại mang cái dạng gì khách nhân đến chiếu cố việc buôn bán của ta nói ngẩng đầu lên trung niên hán tử này mặc dù nói sắc mặt tịch hoàng xem ra giống như là ngã bệnh như nhau thế nhưng hắn cặp mắt lại đen nhánh có thần cái này cặp mắt hình như là đá quý màu đen tạo hình như nhau tự hồ hắn một thân tinh khí thần đều tụ tập ở tại cái này trong cặp mắt. Riêng là nhìn hắn cái này cặp mắt, cũng làm người ta cảm thấy đôi mắt này tràn đầy sức sống. Trung niên hán tử này, ngẩng đầu nhìn lên thời gian, ánh mắt của hắn đảo qua một cái, tại lý thất dạ trên người thời gian, còn chưa từng cố lưu ý, thế nhưng, ánh mắt vừa rơi xuống tại lục khỉ trên người lúc, chính là thân thể chấn động. Hán tử trung niên thoáng cái đứng lên, từ từ nói, tôn giá đây là... Lục khỉ đứng bình tĩnh tại lý thất dạ bên cạnh, lạnh nhạt nói, ta chính là bồi công tử nhà chúng ta đến đây đi một chút, nhìn một chút có cái gì mới mẻ sự tình. Hứa dịch vân cũng không khỏi kinh ngạc. Nàng cũng là có mấy phần ngoài ý muốn, bởi vì nàng không nghĩ tới chiến đại thúc dĩ nhiên cùng lục khỉ quen biết. Nguyên lai like là cố nhân nha. Lý thất dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Với chiến đạo hữu, có duyên gặp mặt một lần. Lục khỉ hồi phục, sau đó hướng vị này hán tử trung niên giới thiệu, nói rằng, vị này là nhà chúng ta công tử, hứa cô nương giới thiệu, cho nên, tới các ngươi trong điếm nhìn một chút có cái gì ly kỳ đồ chơi. Vị này gọi chiến đại thúc hán tử trung niên nhìn lý thất dạ, trong khoảng thời gian ngắn kinh nghi bất định, đoán không ra lý thất dạ cái này là thân phận gì. Bởi vì hắn biết lục khỉ thân phận là không như bình thường. Nói như vậy, nếu như lục khỉ xuất hiện, chỉ có một khả năng, đó chính là bọn họ chủ thượng nhất định sẽ xuất hiện, tình hình chung dưới, lục khỉ là sẽ không xuất hiện, cho nên kiếm châu biết người của nàng cũng là lác đác không có mấy. cho tới nay, lục khỉ chỉ đi theo cho bọn hắn chủ thượng bên người, nhưng hiện tại lục khỉ chủ thượng lại chưa từng xuất hiện, ngược lại là đi theo ở lý thất dạ bên người. cái này để chiến đại thúc rất kỳ quái, lý thất dạ đây tột cùng là thân phận gì, đáng giá lục khỉ tự mình tương bồi đây. càng bất khả tư nghị là. Tại lý thất giả dạ bên người, lục khỉ nhân vật như vậy, dĩ nhiên với tỷ nữ từ cái, ngoài trừ lục khỉ chủ thường ở ngoài, tại lục khỉ bên trong tông môn, không có người nào có thể làm cho nàng với tỷ nữ từ cái, cho nên, chiến đại thúc không khỏi cẩn thận quan sát một chút lý thất giả, dạ. hắn nhìn không ra đầu mối gì, lý thất giả dạ xem ra, liền là một lười biến thanh niên, mặc dù nói âm dương tinh thể thực lực, tại không ít trong tông môn là tốt đạo hạnh, thế nhưng, đối với Quái vật lớn vậy truyền thừa mà nói như vậy đạo hạnh không tính là cái gì? Thế nào? Không hoan nghênh phải không? Lý thất dạ nhàn nhạt cười. Chiến đại thúc phục hồi tinh thần lại, vội vàng là nghênh tiếp, nói rằng, mời vào bên trong, mời vào bên trong, tiểu điếm bán đều là một ít đồ cũ, không có có thứ gì đáng tiền, tùy tiện nhìn một chút, xem có hay không thích. Lý thất dạ nở nụ cười, đi vào cửa hàng. Cửa hàng này đích thật là cũ kỹ, xem ra cửa hàng này cũng là mở rất lâu rồi, bất luận là cửa hàng tư thế, còn là bày thương phẩm, đều có một chút năm tháng, thậm chí có chút tư thế đã có tích bụi, tự hồ có một đoạn thời gian rất dài không có thanh quét qua. Chính như Chiến Đại Thúc nói như vậy. Bọn họ cửa hàng bán xác thực đều là vật cũ, chỗ bán vật đều là nhiều năm rồi, hơn nữa, rất nhiều thứ đều là một ít không trọn vẹn vật, không có gì kinh người bảo vật hoặc không có gì kỳ tích thứ đồ tầm thường tại cửa hàng này sở hữu thương phẩm trong, đa dạng đều có, có rất nhiều đoạn tiễn, có rất nhiều vỡ lá trắng, có rất nhiều phá thạch. Rất nhiều thứ đều không hoàn chỉnh, vừa nhìn chính là biết theo một ít nhặt đổ địa phương thu thập tới được. Chiến đại thúc cửa hàng, cùng với khác cửa hàng không giống với, chiến đại thúc bán đều không phải là cái gì vũ khí bảo vật. Đều là một ít cố vật, có một chút là rất xa xưa rất từ xưa đích niên đại. Hứa Dịch Vân vừa cười vừa nói, nói không chừng ngươi có thể ở những thứ này cố vật trong đào đến một ít thứ tốt đây là a à? lý thất dạ nhìn mấy thứ này nhàn nhạt cười hứa dịch vân nói rằng chiến đại thúc vật bao nhiêu cũng là hỏi nhãn lực có chút vật cũ chính là có không nhỏ lai lịch đây rất nhiều ta cũng không nhìn ra được nếu như chiến đại thúc không nói ta cũng không biết lý thất dạ cười cười dừng bước lại thân nổi lên trên giá đỡ một vật thứ này xem ra giống như là một cái khay ngọc nhưng mặt trên của nó có rất nhiều văn lộ kỳ quái, hình như là vỡ vụn như nhau, lấy xuống xem, khay ngọc dưới đấy không có tọa cái, hẳn là là vỡ vụn. Nghe nói, ngọc này bàn là một thế gia lưu lại, cầm cố cho chiến đại thúc. Thấy Lý Thất Dạ cầm lấy cái mâm ngọc này đến xem, hứa dịch vân cũng biết một ít, cho Lý Thất Dạ giới thiệu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói rằng, vương gia bạch ngọc bàn, chứa thủy sinh lộ, chứa dược thấy tính cách, tốt thì tốt, đáng tiếc là căn đã vỡ. Cái này ngươi biết. Hứa dịch vân không khỏi làm ngẩn ra, bởi vì lý thất dạ hời hợt vài câu. Liền đem thứ này nói nhất thanh nhị sở. Chính là chiến đại thúc cũng không khỏi làm ngoài ý muốn, bởi vì hắn trong điếm cũ vật trừ một chút là chính hắn tự tay đào móc ở ngoài, những thứ khác đều là hắn theo các nơi thu tới được, tuy rằng những thứ này đều là vật cũ, đều là đã tổn hại không trọn vẹn, thế nhưng, mỗi một kiện đồ vật đều có lai lịch đọc qua mấy thiên thư mà thôi, không có có cái gì khó. Lý thất giả nở nụ cười. Lý thất giả càng là nói như vậy nhẹ nhàng bân quơ, hứa dịch vân lại càng tốt kỳ, bởi vì lý thất giả khinh địch như vậy nhạc viết, đó là tràn đầy vô hạn tự tin. Vậy ngươi nói một chút, đây là cái gì? Hứa dịch vân tại tò mò, tại kệ hàng lên lấy ra một kiện đồ vật, món đồ này xem ra giống như là đoạn kiếm, nhưng cũng không phải rất giống, bởi vì không có khai phong, hơn nữa Tự hồ không có chui kiếm, đồng thời, thứ này bị gãy một góc, tự hồ là bị mẻ mất phong hoa giám. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nở nụ cười, nói rằng, Phong Hoa Tông truyền thừa chi bảo, đáng tiếc, Phong Hoa Tông đã diệt, Phong Hoa giám sụp đổ rồi, nghĩ chữa trị cũng khó. Lại nhìn một chút cái này. Hứa Dịch Vân đều có điểm không phục, cầm lên một cái đầu khôi. Đầu này khôi thoạt nhìn có rất đáng kể năm tháng toàn bộ mũ giáp đã là rỉ sét loang lỗ, hơn nữa mũ giáp bị đâm một cái phá động, tự hồ là bị thần thương lợi khí vậy vật đâm thủng qua. Lý thất giả thấy cái này mũ giáp, không khỏi làm cảm khái, đưa tay, nhẹ nhàng mà vỗ về cái này mũ giáp, hắn như vậy thần thái, để lục khỉ bọn họ cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn, tự hồ như vậy một cái mũ giáp, đối với lý thất giả có không đồng dạng như vậy ý nghĩa. Thứ này, không thuộc về cái này kỷ nguyên. Lý thất giả dạ đem mũ giáp thả lại trên giá đỡ, lạnh nhạt nói. Chương 3987, một khối hổ phách. Chiến đại thúc nghe đến lời này, không khỏi vì thế mà kinh ngạc, nói rằng, công tử hảo nhãn lực, dĩ nhiên vừa nhìn liền biết. Này mũ giáp chính là ta tự tay ở một cái từ xưa chiến trường đào lên, ta là suy nghĩ thật lâu, chưa từng thấy qua nó kiểu dáng dáng dấp. Lý thất giả cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, chưa nói thêm cái gì, trong lòng có chút cảm khái, chuyện năm đó sớm đã thành tan thành mây khói, hết thảy đều đã trở thành đi qua, tất cả cũng đều không còn tồn tại, không nghĩ tới, tại khá dài như vậy năm tháng sau đó, tại như vậy một cái củ nát trong cửa hàng dĩ nhiên có thể thấy ngày xưa vật. Hứa dịch vân cũng là vừa sợ lại kỳ, chiến đại thúc trong điếm rất nhiều thứ, nàng cũng không biết lai lịch coi như là có biết đến, đó cũng là chiến đại thúc nói cho nàng biết. Bởi vì chiến đại thúc trong điếm vật đều là rất cũ kỹ, hơn nữa đều có được không nhỏ lai lịch, bởi vì vì thời gian quá mức rất xưa, rất ít người có thể biết những thứ này lai lịch, cho nên, coi như là có người cố tình tới nơi này đào bảo, đối với mấy thứ này đó cũng là hoàn toàn không biết gì cả, chớ nói chi là tuệ nhãn thức châu. Có thể nhận ra trong điếm thương phẩm người, đều là nhân vật không tầm thường. Hơn nữa, bọn họ thường thường biết rất ít không giống lý thất dạ theo tay cầm lên nhất kiện liền có thể thuận miệng nói thuộc như lòng bàn tay giống như vậy thậm chí so với chiến đại thúc chính hắn còn muốn quen thuộc vậy làm sao không làm người ta giật mình đây trên thực tế chiến đại thúc cũng là giật mình hết sức bởi vì hắn mỗi một món thương phẩm lai lịch hắn đều tử cân nhắc tỉ mỉ qua phải là tự mình theo một ít cũ thổ cổ trong đất đào trở về hoặc là chính là một ít suy sụp thế gia đệ tử bán cho hắn có thể nói mỗi một kiện đồ vật đều có thể nói được rõ ràng lai lịch. Vì suy nghĩ mấy thứ này, chiến đại thúc cũng là tốn không ít tâm huyết, cũng không từng làm được đối tất cả thương phẩm rõ như lòng bàn tay, không có thể làm được tận thiện tận mỹ. Thế nhưng, mấy thứ này, chỉ sợ là thời đại thập phần cổ xưa, lý thất giả đó cũng là thuần miệng nói, thập phần tùy ý, tự hồ ở đây tất cả mọi thứ, hắn dễ dàng liền có thể biết được. Thậm chí có thể, mỗi một kiện đồ vật, lý thất dạ so với chiến đại thúc chính hắn còn giải điều này thật sự là chuyện bất khả tư nghị chiến đại thúc cửa hàng cũng không bán cái gì vũ khí bảo vật chỗ bán đều là một ít vật cũ phế phẩm hơn nữa đều đã là không có bao nhiêu vật giá trị ít nhất đối với rất nhiều thế người mà nói là như thế đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói những thứ này vật cũ phế phẩm đều đã không phải là cái gì đáng tiền đồ chơi thế nhưng chiến đại thúc hết lần này tới lần khác là bán được giá xa xỉ như vậy một gian cửa hàng cửa hàng có thể kiếm được tiền đó mới kỳ quái đây chỉ sợ không có bao nhiêu khách nhân sẽ đến đến thăm bất quá chiến đại thúc trong cửa hàng vật cũng xác thực không ít hơn nữa đều cũng có một ít niên đại vật có một ít đồ vật thậm chí là vượt qua cái này kỷ nguyên đến từ chính xa xôi cửu giới kỷ nguyên có thể nhìn ra được tại cửa hàng này trong là hao tốn chiến đại thúc không ít tâm tư huyết mỗi một món vật cũ phế phẩm hắn đều cũng có chỗ suy nghĩ đây cũng là nhất kiện chuyện kỳ quái như thế một nhà không kiếm tiền cửa hàng chiến đại thúc lại phải hao phí nhiều như vậy tâm huyết đi duy trì đây là mưu đồ gì đâu lý thất giả đem chiến đại thúc trong điếm vật đều nhìn một lần không có hứng thú gì mặc dù nói chiến đại thúc cửa hàng đồ vật bên trong có rất nhiều là đồ cổ có rất nhiều là thập phần khó được vật thế nhưng lý thất giả là như thế nào tồn tại qua tuyên cổ cái dạng gì đồ cổ hắn là chưa từng thấy qua thậm chí có thể nói tại chiến đại thúc trong mắt bọn họ là đồ cổ vật đối với lý thất dạ mà nói chẳng qua là sản phẩm mới thôi còn không bằng hắn từ xưa đây không có coi trọng sao hứa dịch vân cũng đều đầy hứa hẹn chiến đại thúc chào hàng thương phẩm ý tứ thấy lý thất dạ nhất kiện đều không có hứng thú nàng không thể ra sức mặc dù có một ít niên đại đối với ta mà nói mấy thứ này thường thường mà thôi lý thất dạ nhàn nhạt cười Lý thất giả nói như vậy, hứa dịch vân không tiện nói gì. Dù sao, mỗi một món thương phẩm lý thất giả đều thuộc như lòng bàn tay giống như vậy, hắn như vậy kiến thức, nàng nếu là lại đi cho lý thất giả giới thiệu thương phẩm gì, đó chính là tự tìm hắn nhục. Thế gian vật phàm, làm sao có thể nhập công tử chúng ta pháp nhãn? Lúc này lục khỉ đối chiến đại thúc lạnh nhạt nói, nếu là có cái gì ép đáy hầm vật, vậy mặc dù lấy ra đi, để cho ta công tử qua xem qua, có thể còn có thể cho ngươi vật thân phận gấp trăm lần. Lục Khỉ nói như vậy, để Chiến Đại Thúc không khỏi làm do dự một chút, hắn đích xác là có thứ tốt, giống như Lục Khỉ nói như vậy. Đích thật là bọn họ ép đáy hòm thứ tốt. Vật như vậy, cho tới nay, hắn không lấy ra kỳ nhân, mặc dù nói, hắn cũng không có suy nghĩ thấu, thế nhưng, hắn lại biết, thứ này thập phần trân quý, còn trân quý đến như thế nào tình cảnh, hắn còn đáng đo bất định. Có thể nói vật trân quý như vậy hắn là sẽ không dễ dàng lấy ra thế nhưng tượng lý thất giả dạ có như thế kiến thức người chỉ sợ sau đó lại cũng khó ở chỗ gặp bỏ lỡ chỉ sợ sau đó liền khó có người có thể giải ra trong lòng hắn bí ẩn tiểu kim đem dưới sàn vật kia cho lấy ra ta chiến đại thúc không phải là cái gì bà bà mụ mụ người hắn vừa làm ra sau khi quyết định liền đối nội phòng hét to một tiếng bên trong phòng lên tiếng sau một lát một cái bố y thanh niên cất một cái hộp gỗ đi ra. Cái hộp gỗ này chính là với rất kỳ lạ, hộp gỗ là một khối, tự hồ là theo chỉnh thể cắt chế mà thành, thậm chí nhìn không ra có bất kỳ nhận vết. Mặc dù nói hộp gỗ không có khóa, thế nhưng, nó bị phong cấm chỗ phong, ngoại nhân coi như là muốn đem nó mở ra, vậy cũng chuyện không thể nào, trừ phi có thể giải mở cái này phong cấm. Phong cấm tuy rằng đã ẩn che lực lượng, nhưng vẫn như cũ có một luồng cuồng cuồng sẵn giọng khí tức đập vào mặt. Cái này có thể tưởng tượng cái này hộp gỗ phong cấm là cường đại dường nào. Lúc này, hộp gỗ rơi vào chiến đại thúc trong tay, hắn thi triển công pháp, quan mang chấp động, chỉ thấy phong cấm thoáng cái bị giải khai, chiến đại thụ từ bên trong lấy ra một vật. Thứ này lấy sau khi đi ra, có một luồng nhàn nhạt cảm giác mát, cái này rất giống là ở mùa hè nóng bức trốn dưới bóng cây giống như vậy, một thấm tâm cảm giác mát đập vào mặt thứ này thoạt nhìn như hổ phách, màu vàng nhạt, nó không tính lớn, khoảng chừng có một non bồn lớn nhỏ như vậy. Chính là như vậy màu vàng nhạt hổ phách thứ đồ tầm thường. Bên trong chỗ phong không phải là cái gì kinh thế vật, chính là một đoạn rễ cây. Cây này căng dĩ nhiên là kim hoàng sắc, rễ chính khoảng chừng có lớn chừng ngón cái, còn thừa còn có nhiều đầu nhỏ rễ cây, cũng không lớn. Toàn bộ rễ cây đều là kim hoàng sắc, xem ra giống như là hoàng kim chế tạo nhân sâm như nhau thứ này thoạt nhìn là rất trân quý thế nhưng nó cụ thể trân quý đến như thế nào tình cảnh nó đến tột cùng là như thế nào trân quý pháp chỉ sợ nhìn một cái cũng nhìn không ra như thế về sau chiến đại thúc hai tay dân vật ấy đưa cho lý thất dạ nói rằng vật ấy ta cũng không dám kết luận là vật gì nhưng nó lai lịch rất kinh người ta chính là theo một cái củ đất nó là bị chôn sâu tại sâu đậm chỗ chỗ mai chỗ dĩ nhiên là không có, có bất kỳ ô uế hơn nữa, khi nó lấy ra lúc, chính là có kinh người dị tượng. Khi nó mỗi lần bị đào lúc đi ra, chính là có vạn thế Phật dị, hết sức kinh người. Nói đến đây, chiến đại thúc cũng không khỏi dừng một chút, nói rằng, thế nhưng, nó ở trong tay ta đã lâu như vậy, ta vẫn suy nghĩ không ra thứ này là lai lịch gì. Lúc đó, vật này là chiến đại thúc tự tay đào lên, vật ấy khai cuộc lúc, dị tượng kinh người, vạn thế Phật, chiến đại thúc đều bị giật mình nếu như không phải là mình tự tay đào nhìn thấy như vậy một màn kinh người chiến đại thúc không xác định thứ này vô cùng trân quý cũng sẽ không đem nó tư tàn lâu như vậy mặc dù nói thứ này rơi vào chiến đại thúc trong tay đã lâu như vậy thế nhưng hắn lại suy nghĩ không ra một cái nguyên cớ thứ này ở trong tay hắn sau đó vừa ở không nhàn rỗi hắn đều suy nghĩ thế nhưng hắn lại suy nghĩ không ra vật gì vậy ngoại trừ mới ra thổ lúc xuất hiện kinh người vô cùng dị tượng sau đó thứ này lại cũng chưa từng xảy ra bất kỳ dị tượng nếu như không phải là hắn tự mình kinh lịch sẽ không cho là thứ này có kinh người vô cùng giá trị hôm nay thấy lý thất giả dạ có kinh người như vậy kiến thức cảnh này khiến chiến đại thúc cũng không khỏi không lấy ra tự mình tư tàn lâu như vậy vật để lý thất giả dạ qua xem qua làm chiến đại thúc đem thứ này lấy sau khi đi ra lý thất giả dạ ánh mắt liền thoáng cái bị thứ này hấp dẫn lấy làm thứ này rơi vào lý thất giả dạ trong tay thời gian hắn không khỏi đưa tay nhẹ nhàng mà vuốt ve khối này hổ phách vậy vật, thứ này vào tay trân truột, có một luồng thanh lương, hình như là ngọc thạch như nhau, tính chất thực cứng, hơn nữa, vào tay cũng rất trầm, tuyệt đối so với thông thường ngọc thạch muốn trầm rất nhiều rất nhiều. Nếu như nói, nó chỉ là một khối hổ phách lời, nó không có khả năng vào tay như vậy trầm trọng mới đúng, nhưng, nó lại vào tay cực kỳ trầm, so với tinh thiết còn muốn trầm nhiều lắm, đem ở trong tay, chính là trầm điện điện. Thứ này, có chỗ nào thần kỳ đâu, lý thất giả tinh tế vuốt ve cái này một khối hộ phách thời gian, chiến đại thúc nhìn ra một ít đầu mối, lý thất giả nhất định là có thể biết thứ này huyền diệu. Lý thất giả nhìn chiến đại thúc một cái, tùy theo, bàn tay hắn chấp động quang mang, ánh sáng nhu hòa tại lý thất giả trên bàn tay hiện lên, hỗn độn khí tức quanh quẩn. Vào lúc này, lý thất giả bàn tay hình như thoáng cái đem khối này hổ phách hòa tan như nhau, cả bàn tay dĩ nhiên thoáng cái sáp nhập vào hổ phách trong, trong nháy mắt cầm hổ phách trong rễ cây. Tại lý thất giả thoáng cái cầm hổ phách trong rễ cây lúc, nghe được, ông, một tiếng vang lên, trong chớp mắt này ở giữa, cái này đứt rễ cây dĩ nhiên tản mát ra từng luồng quang mang. Cái này từng luồng quang mang thần thánh không gì sánh được, thánh khiết vô song, mỗi một luồng quang mang một trời phát lúc đi ra, trong một sát nan ngâm vào mỗi người trong thân thể, trong chớp mắt này ở giữa, để cho người ta có một loại mọc cánh thành tiên đăng tiên cảm giác. Tại đây chí thánh trong thành, thánh quan khắp nơi đều có thể cách nhìn, chí thánh thiên kiếm chỗ rơi thánh quan tắm chí thánh thành mỗi người. Thế nhưng, từ cái này đứt cây già căn chỗ phát ra thánh quan lại chí thánh thiên kiếm chỗ phát ra thánh quan không giống với. Làm cái này cây già căn chỗ phát ra thánh quan thấm ngâm nhập mỗi người trong lòng thời gian, trong chớp mắt này ở giữa, hình như là bên trong lòng mình giấy lên quan minh như nhau, trong chớp mắt này ở giữa, tự mình có một loại hóa thân làm Quang Minh cảm giác, thập phần huyền diệu. Chương 3 tám Cổ Ý Trai Thánh Quang toát ra, giống như là mỗi người trong lòng đều ra đời Quang Minh, theo Thánh Quang nhảy, để cho người ta cũng không khỏi toàn thân tản mát ra Thánh Quang, vào lúc này có một loại lên trời hóa thánh cảm giác. Tốt cảm giác tuyệt vời! cảm thụ được hóa thánh cảm giác hứa dịch vân cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng đây là một loại không nói được hưởng thụ vào lúc này đã thu bàn tay về theo bàn tay hắn thu hồi thời gian thánh quang liền biến mất không thấy cây già căn khôi phục dáng dấp ban đầu vẫn là kim hoàng sắc xem ra giống như là hoàng kim đúc như nhau cái này đây là vật gì vào lúc này chiến đại thúc phục hồi tinh thần lại trong lòng của hắn cũng không khỏi làm chấn động hắn suy nghĩ ngàn vạn năm, đều không thể theo món đồ này lên suy nghĩ ra như thế về sau, thậm chí có một lần, hắn còn từng cho rằng, thứ này khả năng không như trong tưởng tượng trân quý như vậy. Thế nhưng, hiện tại lý thất giả thoáng cái liền hiển hiện huyền diệu của nó, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị, tại đây trăm nghìn vạn năm tới nay, chiến đại thúc có thể nói là dạng gì phương pháp đều dùng qua, cái dạng gì phương pháp đều dùng hết, thế nhưng... Chính là chưa phát hiện món đồ này chút nào huyền diệu lý thất dạ vừa tiếp xúc là có thể để huyền diệu của nó hiển hiện cái này là cỡ nào thủ đoạn bực nào trí tuệ bực nào kiến thức thứ này cùng ta hữu duyên lý thất dạ cũng không trả lời chiến đại thúc lạnh nhạt nói lý thất dạ ngẩng đầu nhìn chiến đại thúc từ từ nói thứ này ta muốn ngươi ra cái giá cái này lý thất dạ vừa nói như vậy để chiến đại thúc thoáng cái không khỏi làm do dự vào giờ khắc này hắn là mua không phải là không bán cũng không phải. Món đồ này, đích thân hắn chỗ đào, từng thấy vạn thế Phật dị tượng. Hôm nay Lý thất dạ lại để cho nó hiển hiện, không hề nghi ngờ, một món đồ như vậy vật, trân quý của nó trình độ là khó ở chỗ lường được, liền xem là khá đánh giá, chỉ sợ đó cũng là thiên giới vật. Một món đồ như vậy vật, đối với chiến đại thúc mà nói, hắn đánh trong đáy lòng cũng không có bán ra ý tứ, dù sao, tiền tài dung tìm, bảo vật khó tìm như vậy trân tiên vật có thể nói là có thể gặp không thể cầu hiện tại nếu để cho hắn thật là muốn qua tay bán cho lý thất dạ lời trong lòng của hắn đích thật là có chút không muốn dù sao lý thất dạ vậy cũng là đoạt người chỗ yêu chiến đại thúc không thiếu tiền thế nhưng nếu như không bán món đồ này thả tại trong tay mình chiến đại thúc cũng không dám nói mình có thể suy nghĩ ra cái gì huyền diệu dù sao thứ này đã ở trong tay hắn có trăm nghìn vạn năm lâu nên dùng phương pháp hắn đều dùng cũng không từng suy nghĩ ra vật gì vậy nếu như hắn không bán lý thất dạ khẳng định không có khả năng thanh thứ này huyền diệu tự nói với mình tại tình huống như vậy dưới món đồ này trân quý nữa lại huyền diệu thế nhưng không thể phát huy tác dụng của nó vậy cũng chẳng qua là một khối ngoan thạch thôi trong khoảng thời gian ngắn để chiến đại thúc do dự mãi có chút tiếng thối lưỡng nan hứa dịch vân chỉ có thể là đứng ở một bên cái gì lời cũng không dám nói chuyện như vậy nàng căn bản cũng không dám cho người tác chủ cũng không có thể cho ý kiến tham khảo dù sao trân quý như thế vật ai cũng sẽ bảo bối được ngay trong khoảng thời gian ngắn chiến đại thúc trong lòng là quay đi quay lại trăm ngàn lần cuối cùng chiến đại thúc cắn răng một cái đem quyết tâm nói rằng nếu thứ này công tử hữu duyên vậy công tử kết cái duyên đi đây là ta tặng cho công tử lễ gặp mặt a à, nghe được chiến đại thúc nói như vậy Hứa dịch vân cũng không khỏi kinh hô một tiếng, kết quả như vậy, đó thật là quá xuất phát từ dự kiến của nàng. Món đồ này, chiến đại thúc vẫn cất giấu, coi như ép đáy hầm vật, chưa từng có lấy ra kỳ nhân, cái này là trân quý bực nào, vật như vậy, coi như là lấy ra bán, chỉ sợ đó cũng là có thể bán cái thiên giới. Hơn nữa, lý thất dạ cũng là thập phần tự nhiên nói, để chiến đại thúc ra giá, cái này có thể nghĩ món đồ này có thể bán được như thế nào giá tiền. Nhưng mà, hiện tại chiến đại thúc dĩ nhiên là món đồ này đưa cho lý thất dạ, cái này xác thực là để cho người ta cảm thấy chuyện bất khả tư nghị. Hứa dịch vân không khỏi làm chấn động, đột nhiên này chuyện đã xảy ra, đều không để cho nàng tự là tâm thần kịch chấn, một lúc lâu tỉnh hồn lại thời gian, nàng không khỏi thật sâu hít thở một cái khí, nàng không khỏi nhìn phía lý thất dạ, lại nhìn một chút chiến đại thúc. Vào giờ khắc này, hứa dịch vân cũng không khỏi thấy chiến đại thúc đây là kinh người vô cùng quyết đoán ngay cả tại lý thất dạ bên cạnh lục khỉ không nghĩ tới, chiến đại thúc thật không ngờ đại thủ bút, lại đem một bảo vật như vậy đưa cho lý thất dạ coi như lễ gặp mặt. Có thể có bạo tay như thế người. Đó là cần bao nhiêu quyết đoán. Dù sao, chiến đại thúc lý thất dạ vậy cũng chẳng qua là lần đầu tiên gặp lại mà nói, hơn nữa song phương không có có bất kỳ quan tình, thậm chí không quen nhau, nhưng... Chiến đại thúc liền đem vật trân quý như thế đưa cho Lý Thất Dạ, như vậy quyết đoán, đó cũng không phải là người người đều có thể có đã như vậy ta đây thu nhận lý thất dạ cười nhạt cũng không cự tuyệt nhận món đồ này chiến đại thúc cũng dài thở ra một hơi dài đưa ra món đồ này sau đó trái lại để trong lòng của hắn như trút được gánh nặng giống như vậy tuy rằng hắn không biết cử động lần này sẽ mang đến cho mình như thế nào kết quả nhưng hắn cũng không có đi hối hận đây là duyên phận Chiến đại thúc hướng Lý Thất Dạ thật sâu không người. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói rằng, hảo một cái duyên phận, ngày khác ban thưởng ngươi một cái tạo hóa. Đi thôi, nói, xoay người liền đi. Chiến đại thúc không khỏi làm kinh ngạc, trong khoảng thời gian ngắn đều chưa tỉnh hồn lại. Bởi vì Lý Thất Dạ lời nói này đến quá bá đạo, tuy rằng hắn chỉ là thuận miệng nói ra, nhưng lời này lại khí phách mười phần. Như chiến đại thúc nhân vật như vậy, hắn không dám nói hiện nay vô địch, thế nhưng, tại hiện nay kiếm châu. Đó cũng là đứng đỉnh lên tồn tại, phóng nhãn đương kim thiên hạ, ai dám nói ban thưởng hắn một cái tạo hóa đâu nhưng, lý thất giả chính là như vậy nói, mà lại nói phải là như vậy hời hợt, tự hồ, đây là rất tùy ý sự tình. Nếu như nói, nói như vậy là từ hắn vãn bối của hắn trong miệng nói ra, chiến đại thúc hoặc sẽ cho rằng cùng vọng vô tri, không biết trời cao đất rộng, nhưng lúc này theo lý thất dạ trong miệng nói lúc đi ra, chiến đại thúc sẽ không từ làm do dự. Bởi vì, này quá kỳ quái, liền lục khỉ nhân vật như vậy đều ở bên cạnh hắn làm một cái tỳ nữ, theo đạo lý mà nói. Cái này là không có đạo lý. Cái này là thần thánh phương nào đâu chiến đại thúc ở trong lòng suy nghĩ, cũng không nghĩ ra có nhiều tồn tại có thể cùng lý thất dạ đối thượng hào. Làm chiến đại thúc tỉnh hồn lại thời gian, lý thất dạ ba người bọn họ đã đi xa. Chiến đại thúc nhìn lý thất dạ bọn họ đi xa bóng lưng, không khỏi cười khổ một cái, lắc đầu, cái này giống như một tràng mộng như nhau, là như vậy không chân thật. Cuối cùng, chiến đại thúc nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, lại ngồi về mình trưởng quỷ hậu trường. Ly khai chiến đại thúc cửa hàng sau đó, lý thất dạ ba người bọn họ dọc theo đường phố mà đi. Đường phố náo nhiệt vạn phần, thoáng cái cũng làm người ta về tới hồng trần trong cảm giác. Vào lúc này, bọn họ trải qua một cái cửa hàng, cái cửa hàng này đặc biệt lớn, thậm chí xem như là tẩy thánh nhai lớn nhất cửa hàng. Đi ngang qua nơi này thời gian, Lý Thất Dạ không khỏi ngẩng đầu nhìn một cái cửa hàng cửa biển, trên đó viết cổ ý trai ba chữ, ba chữ này hết sức mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa, mặc dù nói ba chữ này cũng không phải là cổ tự, nhưng lại có hết sức phong cách cổ, tự hồ nó là chuyển kiếp vạn cổ dòng sông thời gian như nhau. Thấy ba chữ này thời gian, Lý thất dạ cũng không khỏi làm kinh ngạc. Thậm chí là có chút ngoài ý muốn. Thực sự là khó có được, đúng dịp. Hướng bên trong cửa hàng nhìn lại, Lý thất dạ cũng không khỏi cảm khái nói rằng. Tại Lý thất dạ kinh ngạc lúc, tại giờ này khắc này, hứa dịch vân lại nhìn tủ kính trước một kiện đồ vật đờ ra, nhìn một lần lại một lần, ánh mắt có chút lưu luyến, nhưng lại không thể không thu hồi ánh mắt. Thế nào, thích thứ này? tại hứa dịch vân thật vất vả thu hồi ánh mắt thời gian, vang lên bên tai lý thất dạ nhàn nhạt ngôn ngữ. Lý thất dạ vừa nhìn thứ này, đây là một thanh cỏ kiếm, không sai, đây là một thanh dùng không biết tên cỏ khô chỗ bệnh thành cỏ kiếm. Mà ở cỏ này kiếm hai bên trái phải đặt một tấm bảng, trên đó viết, tinh thần thảo kiếm, cùng có đánh dấu giá, chính là 21 vạn miếng kim thiên tôn hỗn động tinh bích. Như vậy một thanh cỏ kiếm dĩ nhiên bán được 21 vạn miếng kim thiên tôn tinh bích, chỉ sợ là quá bất hợp lý chứ, không cách nào tưởng tượng, bất khả tư nghị. Lại tỉ mỉ nhìn cái thanh này có kiếm, sẽ phát hiện một ít không giống bình thường tình huống, có kiếm mặc dù nói này đây không biết tên có khô chỗ bệnh mà thành, thế nhưng, lại nhìn kỹ, bệnh có kiếm có khô tựa hồ là chấp động quan mang nhàn nhạt, tia sáng này rất nhạt rất nhạt. Không tỉ mỉ nhìn, căn bản là nhìn không thấy. Cái này quan mang nhàn nhạt, giống như là một viên lại một viên thật nhỏ đến không thể lại thật nhỏ ngôi sao khảm nạm ở tại cái này có khô trên, như vậy một thanh cỏ kiếm, không biết cần bao nhiêu cỏ khô mới có thể bệnh thành, có thể tưởng tượng một chút, cỏ này kiếm trong tầng chứa bao nhiêu thật nhỏ ngôi sao. Thảo nào như vậy một thanh cỏ kiếm hội bị đặt tên là tinh thần thảo kiếm. Bị lý thất giả dạ vừa nói như vậy, hứa dịch vân phục hồi tinh thần lại, nạn có chút ngượng ngùng, nói rằng là ưa thích. Ta luôn cảm thấy, cái thanh này có kiếm cùng chúng ta hứa gia hữu duyên. Chỉ có thể nói, hữu duyên. Dù sao, như vậy giá, đó thật là quá mức thiên giới, không chỉ nói là nàng, liền coi như bọn họ toàn bộ hứa gia, không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền. Thảo kiếm kích tiên thức. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười. Công tử dĩ nhiên biết truyền thuyết này. Lý Thất Dạ cái này lời vừa nói ra, Hứa Dịch Vân không khỏi làm chấn động, thập phần giật mình. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười, Thảo kiếm kích tiên thức, hắn có thể không biết sao? Chúng ta Hứa gia cũng không có thể có Thảo kiếm kích tiên thức như vậy vô thượng tiên thức. Hứa Dịch Vân không khỏi cười khổ một cái. Nói rằng, thế nhưng, chúng ta tổ tiên kiếm kích bát thức, bắt đầu từ Thảo kiếm kích tiên thức bên trong diễn hóa mà đến. Hứa gia kiếm kích bát thức, tại hiện nay kiếm châu cũng là tiếng tâm lừng lẫy coi như là không thể cùng hải đế kiếm quốc lớn như vậy giáo vô địch kiếm đạo so sánh với nhưng cũng là độc lập một cách nghe đồn nói tại xa xôi vô cùng năm tháng hứa gia chẳng qua là một cái thế gia đương nhiên đây chẳng qua là phàm thế gian một cái thế gia ngẫu tu đạo pháp bất nhập lưu mà thôi thế nhưng ở tại bọn hắn hứa gia lại ra một vị tổ cô Chương 3989, Tinh thần Thảo Kiếm Hứa gia tổ cô, nghe nói là một vị khó lường tồn tại, nàng còn trẻ lúc, từng chiếm được một vị vô thượng tồn tại diều dắt, cũng có người nói là chiếm được tiên nhân diều dắt, tu luyện truyền thuyết, thảo kiếm kích tiên thức. Đại đạo thành công, hứa gia tổ cô ngạo thị thiên hạ, đứng đỉnh, một thân tạo hóa là thâm bất khả trắc. Sau lại, hứa gia tổ cô ngẫu về gia tộc, hứa gia vẫn như cũ chẳng qua là phàm thế gian thế gia mà thôi, tu đạo thuật, bất nhập lưu. Hứa gia tổ cô nhớ tới gia tộc tình, liền truyền xuống tu luyện thuật, tuy rằng không đem mình vô song thảo kiếm kích tiên thức, truyền cho tộc nhân. Thế nhưng, truyền một tay kiếm kích bát thức cho tộc nhân hậu đại. Nghe đồn nói, hứa gia tổ cô truyền lại ở dưới chiêu thức ấy, kiếm kích bát thức chính là theo thảo kiếm kích tiên thức, chỗ diễn hóa mà đến tuy rằng quy lực không bằng thảo kiếm kích tiên thuật, nhưng là có thể vô đối thiên hạ, làm cho cái nhà hậu thế được ích lợi vô cùng. Cũng chính bởi vì có tổ cô bao che, làm cho hứa gia từ đó về sau liền đi lên tu đạo đường, dựa vào một tay vô đối thiên hạ kiếm kích bát thức, cái này cũng lịch sử hứa gia ở đời sau có nhỏ nhoi. Ở phía sau, hứa gia xuất hiện một vị vô cùng không được cường giả. Nhân xưng đấu kiếm thiên tôn, nghe đồn nói, năm đó đánh tiên tiên tôn, không chỉ là đạt tới tiên thiên tôn cảnh giới, hơn nữa đem hứa gia kiếm kích bát thức thôi diễn đến cực hạn nhất, đã là đến gần vô hạn cho bọn hắn tổ cô thảo kiếm kích tiên thuật. Phải biết rằng, tiên thiên tôn đã là thiên tôn bên trong tộc cùng nhất rất vô địch tồn tại, coi như là đạo quân trên đời, vẫn như cũ có thể đánh một trận, có thể nói trên đời vô địch. Đánh tiên thiên tôn không chỉ là đạt tới tiên thiên tôn cảnh giới, hơn nữa, đem kiếm kích bát thức diễn hóa đến cực hạn, sánh ngang cho bọn hắn tổ cô thảo kiếm kích tiên thuật. Đây là cỡ nào chấn động lòng người sự thực, đây cũng là cường đại dường nào vô cùng tồn tại. Ở đó đánh tiên thiên tôn thời đại, hứa gia có thể nói là danh dương thiên hạ, đủ có thể cùng kiếm châu bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc cùng so sánh, coi như là cường đại như hải đế kiếm quốc, cửu luân thành cũng đối hứa gia nhìn với cặp mắt khác xưa. Ở đó dạng đích niên đại, hứa gia có thể nói là cường thịnh nhất lúc, hứa gia cũng là tài phú kinh người. Chỉ tiếc, ở đời sau, tử tôn kém xa tiền nhân, hứa gia đã trải qua đang thịnh sau đó, cũng chậm chậm suy sụp, một đời không bằng một đời. Mặc dù nói, hứa gia kiếm kích bát thức vẫn như cũ truyền thừa xuống, nhưng, đã không có trước kia đánh tiên thiên tôn phong thái, càng chưa nói có thể sánh ngang cho bọn hắn tổ cô thảo kiếm kích tiên thức cường đại như vậy. Mặc dù nói, hôm nay hứa gia kiếm kích bát thức vẫn là kiếm châu nhất tuyệt, có thể nói độc chiến thiên, thế nhưng, chân chính muốn cùng hải đế kiếm quốc, kiếm trai, thiện kiếm tông những thứ này đạo quân truyền thừa đạo quân kiếm pháp so ra, chính là có chút không kịp, chớ nói chi là chính đại kiếm nói. Hứa dịch vân là hứa gia đương đại có, nhất thiên phú đệ tử. Tuổi còn trẻ cũng đã bị liệt là tuấn ngạn mười kiếm một trong, trong lòng nạn từng có chấn hưng hứa gia ý nghĩ, đáng tiếc, lực chỗ không kịp. Hứa dịch vân thường trà trộn tại tẩy thánh nhai, Đối với tẩy thánh nhai mỗi một nhà cửa hàng thậm chí là mỗi cửa hàng bảo vật đều là rõ như lòng bàn tay, thuộc như lòng bàn tay. Đặc biệt cổ ý trai nhà này mua tràn, vậy thì càng không cần nhiều lời, cổ ý trai chính là toàn bộ kiếm châu thực lực cường đại nhất bán tràn, cổ ý trai sinh ý chính là trải rộng toàn bộ kiếm châu thậm chí là bác hoang. Hứa dịch vân thường ngày lúc rảnh rỗi, thường tới đi dạo cổ ý trai. Nàng lần đầu tiên tới cổ ý trai thời gian, một cái đã bị cái thanh này tinh thần thảo kiếm hấp dẫn ở tại lần đầu tiên nhìn thấy tinh thần thảo kiếm thời gian không biết vì sao hứa dịch vân liền cảm giác mình cái thanh này có kiếm hữu duyên cái thanh này tinh thần thảo kiếm cùng bọn chúng hứa gia hữu duyên về phần thế nào hữu duyên nàng nói không rõ ràng có thể trực giác để cho nàng cho rằng cái thanh này tinh thần thảo kiếm cùng bọn chúng hứa gia kiếm kích bác thức có lớn lao sâu xa đi cho nên Lần đầu tiên thấy cái thanh này, tinh thần thảo kiếm hứa dịch vân liền thích, nhưng vậy cũng vẻn vẹn nói là hữu duyên mà thôi. Chỉ là thích mà thôi. Bởi vì này đem tinh thần thảo kiếm yết giá thật sự là quá cao, không chỉ nói là nàng, coi như là bọn họ toàn bộ Hứa gia, cũng giống vậy lấy ra không ra hơn 20 vạn kim thiên tôn hỗn động tinh bích. Hỗn động tinh bích chính là hỗn động thạch tiền, có một vài chỗ, chính là với hỗn động thạch là giao dịch tiền, nhưng hỗn độn tinh bích so với hỗn độn thạch cao hơn một tầng, bởi vì một khối tinh bích không chỉ cần muốn cùng một cấp bậc hỗn độn thạch đánh bóng các chế, hơn nữa còn là cần muốn cấp bậc này thực lực tu sĩ cường giả mới có thể đánh bóng các chế, nếu không. Sẽ đem một khối hỗn độn thạch đánh bóng hư hao, cho nên, hỗn độn tinh bích so với hỗn độn thạch trân quý hơn. Tượng cổ ý trai như vậy cửa hàng lớn và đa dạng về hàng hóa dịch vụ, đều là với hỗn độn tinh bích là giao dịch tiền. Đối với Hứa Dịch Vân mà nói, hơn 20 vạn Kim Thiên Tôn cấp bậc hỗn độn tinh bích, đó thật là thiên giới, một món khổng lồ, cho nên quản chi nàng cực muốn có, cũng không có cái năng lực kia. Cho nên, Hứa Dịch Vân trong lòng có một cái âm thầm quyết định, nàng phải cố gắng kiếm tiền, nỗ lực dư tiền, một ngày kia nàng kiếm đủ rồi 21 vạn Kim Thiên Tôn hỗn độn tinh bích. Nhất định phải đem cái thanh này tinh thần thảo kiếm mua lại. Đương nhiên Điều kiện tiên quyết là cái thanh này tinh thần thảo kiếm còn không có bị bán đi, điều này làm cho hứa dịch vân trong lòng hơi có vui mừng là, ít nhất cho tới bây giờ, cái thanh này tinh thần thảo kiếm vẫn luôn còn không có bán đi. Lý thất dạ nhìn hứa dịch vân một cái, đương nhiên biết nàng nhỏ mọn, nhàn nhạt nở nụ cười, nói rằng, vào xem một chút đi. Hứa dịch vân ngẩn ra, gật đầu, đi theo lý thất dạ đi vào. Tuy rằng cổ ý trai đại môn không phải là cái gì xanh vàng rực rỡ, không phải là cái gì khí thế to lớn chỉ có thể nói là rất có phong cách cổ thế nhưng vừa tiến vào cổ ý trai sau đó mới phát hiện toàn bộ cửa hàng so với trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn đến thật rất lớn toàn bộ bán tràng thoạt nhìn tự như từ thành thiên địa vừa tiến vào cổ ý trai sẽ phát hiện ở bên trong này có sông vần quanh có núi ngọn núi phập phòng càng có bảo vật chìm nổi tại trên bầu trời như vậy bán tràng thật sự là cực kỳ khó gặp mới vừa vào cổ ý trai là có thể thấy thật dài trưởng quỷ bàn, một cái tuổi già trưởng quỷ ngồi ở chỗ kia, một thanh củ bàn tính đánh cho đùng đùng vang. Cái này trưởng quỷ bên hông lộ vẽ một ngụm nho nhỏ hoàng chung. Không biết là vật phẩm trang sức còn là tinh vật, thỉnh thoảng theo hắn động đầy thân thể thời gian, nho nhỏ hoàng chung sẽ công, công, chen, nhỏ minh. Tại trưởng quỷ phía sau, có một ham lung, mặt trên dĩ nhiên thờ phụng một ngụm hoàng chung, cái này hoàng chung rất già rất già, đã không biết có bao nhiêu niên đại, Hoàng Trung đều sinh ra ám lục, nhưng, vừa nhìn đi, vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy cái này Hoàng Trung hết sức dày, quản chi không cần lấy tay đi lấy, có thể khiến người ta cảm thấy cái này Hoàng Trung là rất trầm trọng. Lý thất dạ vừa vào cửa, ánh mắt không khỏi rơi vào cái này Hoàng Trung trên. Trong chớp mắt này ở giữa, ngày xưa một màn ở trước mắt hiện lên, hết thảy đều tự như là tại hôm qua giống như vậy, trước kia hắn lần đầu tiên gặp phải Hoàng Trung thời gian, là niên đại gì nháy mắt liền cái này đi cái này hoàng chung vẫn còn thế nhưng đã là vật là người không phải lý thất già thu hồi ánh mắt không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một cái hướng bán trong tràng đi đến rất nhiều người lần đầu tiên tới chí thánh thành cổ ý trai thời gian vậy nhất định sẽ bị chấn động đến bởi vì chí thánh thành cổ ý trai thật sự là quá lớn mặc dù nói tại địa phương khác cũng có cổ ý trai bán tràng nhưng xa kém xa trước mắt cổ ý trai so sánh với. Tiến nhập cổ ý trai, phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn không thấy đầu cùng như nhau, có trường giang và hoàng hà vần quanh, cũng có dãy núi phập phồng, toàn bộ cổ ý trai tại đây trong chính là từ thành thiên địa. Tại Giang trên sông, có thể nghe được trầm tiếng nước, chỉ thấy có dao lông từ không trung nhảy xuống, chui vào trường giang và hoàng hà, chỉ chốc lát lại nhảy tại mặt nước, bay vào bầu trời, trong nháy mắt, liền hóa thành đem lông kiếm treo cao trên bầu trời, thường thường vang lên tiếng rộng năm ở nơi này là cái gì giao long nha là là một thanh vô giá long kiếm tại dãy núi trên cũng có hỏa phượng hoàng cư tê theo ngọn lửa nhấp nháy thời gian tại bồng một tiếng bên trong chỉ thấy hỏa phượng hoàng hóa thành một ngụm bảo lô hỏa diễm hừng hực phóng lên cao dường như hỏa sơn bạo phát như nhau tự hồ muốn ở trong chớp mắt đem bầu trời dung thiêu hủy đó cũng không phải cái gì hỏa phượng hoàng mà là một ngụm phượng hoàng bảo lô tại cổ ý trai ở đây, có thể xem đi ra bên ngoài không thể thấy được các loại dị tượng, như vậy các loại dị tượng đều là do từng món một kinh người vô cùng bảo vật phát ra. Cổ ý trai mua bảo vật, đương nhiên là có rất nhiều là trưng bày tại thủ trong tủ. Thế nhưng, có một chút kinh người bảo vật tiên phẩm còn lại là độc trần nhất phương, với hiển kỳ trân quý, cũng có thể hiện ra hán kinh người vô cùng dị tượng. Đương nhiên, những bảo vật này đều là thiên giới, đừng nói là tu sĩ bình thường cường giả, coi như là đại giáo lão tổ cũng mua không nổi có thể nói cổ ý trai là toàn bộ bác hoang lớn nhất bán tràng chỉ cần ngươi có thể nghĩ có được bảo vật tiên phẩm tại cổ ý trai ngươi cũng có thể tìm được cho nên tại kiếm châu có một câu như vậy lời không có cổ ý trai không có bảo vật chỉ có ngươi mua không nổi bảo vật trước mắt cổ ý trai chính là kiếm châu lớn nhất một cái bán tràng có thể nói là trần liệt vô số bảo vật có kinh thế vũ khí có bí mật bất truyền có vô song tiên thảo. Bất luận kẻ nào có thể đi vào cổ ý trai đến xem, túi kia chuẩn là mở rộng tầm mắt. Lý thất giả ba người bọn họ tiến nhập cổ ý trai sau đó, trong phòng tiểu nhị lập tức qua chào hỏi, lý thất giả hướng tinh thần thảo kiếm tủ bác đi đến. Tiên trưởng là muốn cái thanh này có kiếm A. Vừa thấy lý thất giả đã nhìn chầm chầm cái thanh này tinh thần thảo kiếm, tiểu nhị cơ linh, gỡ xuống cho lý thất giả quan kháng, nói rằng, cái thanh này có kiếm, là là một từ xưa vô cùng tông môn lấy được. Nghe đồn nói, ở trên trời vỡ lúc, thiên hiển dị tượng, có cái gì tiên thành xẹt qua, rồi mất cái thanh này có kiếm. Cái này tông môn tổ tiên có, từ nay về sau, liền danh dương thiên hạ, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Vị này tiểu nhị thuộc như lòng bàn tay giống như vậy, nói liên tục, nói rằng, sau lại, này tông môn xuống dốc, từ chúng ta cổ ý trai từ phía trên cương sắm đến, đặc biệt treo nơi này cửa hàng bán ra. Cái này thật là là tiên trưởng hữu duyên, ngày hôm nay dĩ nhiên để tiên trưởng tại đây trong gặp phải. Thật là cái gì tiên thành ngã xuống sao? Hứa dịch vân cũng không khỏi giật mình nói rằng. Nói nói như vậy. Tiểu nhị vội vàng là bồi cười nói, về phần nghe đồn, ta liền không dám hứa chắc là thật. chương 3990, Ninh Trúc Công Chúa. Tinh thần thảo kiếm nơi tay, vào tay trầm điện, cho dù không biết hàng, cũng biết vật này là vật phi phạm. Tinh thần thảo kiếm, xác thực này đây có kiếm bệnh mà thành, chuyện như vậy, nhắc tới cũng để cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị, với hàng mây tre lá kiếm, như vậy kiếm lại có gì uy lực mà nói đây, trên thực tế, cũng không phải là như vậy. Cái thanh này tinh thần thảo kiếm bị bán được 21 vạn kim thiên tôn hỗn động tinh bích, cái này đủ có thể biểu hiện giá trị của nó. Có thể hay không bớt nữa một chút, lúc nào có một ưu đãi nhất giá tiền đâu. Tinh thần thảo kiếm liền gần ngay trước mắt. Hứa dịch vân nhìn không được nhẹ giọng hỏi, nói lời như vậy lúc, trong lòng chính nàng đều không có gì sức mạnh. Cho dù cổ ý trai có thể cho cái ưu đãi, cho cái rẻ hơn chút giá tiền, 20 vạn kim thiên tôn hỗn động tinh bích, cái này ưu đãi có thể đi, hào phóng đến đâu điểm, cổ ý trai cho cái đại phúc độ ưu đãi, 15 vạn kim thiên tôn hỗn động tinh bích, cái này đã đầy đủ ưu mất đi, như vậy chừng mực cũng đủ lớn chứ. Thế nhưng, chỉ sợ là ưu đãi đến 15 vạn kim thiên tôn hỗn động tinh bích, Hứa Dịch Vân cũng giống vậy là mua không nổi, coi như là 10 vạn kim thiên tôn hỗn động tinh bích. Hứa Dịch Vân giống nhau là mua không nổi, coi như là bọn họ Hứa gia cũng không thấy có thể lấy ra cho ra 10 vạn kim thiên tôn hỗn động tinh bích. Mặc dù biết rõ như thế nào đi nữa ưu đãi tự mình cũng mua không nổi hứa dịch vân vẫn là chưa từ bỏ ý định nhìn không được hỏi một chút giá trong lòng nàng xác thực là rất khát vọng đạt được cái thanh này tinh thần thảo kiếm đây đã là rất giàu nhân ái giá tiền điếm tiểu nhị cười khổ lắc đầu nói rằng cô nương chúng ta cổ ý trai sở tiêu đều là thực giá sẽ chỉ là với ưu đãi nhất giá treo lên tuyệt đối sẽ không có cái gì giả tạo giá hứa dịch vân không khỏi cười khổ một cái nàng cũng chỉ có thể là nhẫn nại không được hỏi một chút giá mà thôi, coi như là cổ ý trai như thế nào đi nữa ưu đãi, nàng cũng giống vậy mua không nổi. Mặc dù nói, cái thanh này tinh thần thảo kiếm là cùng nàng có duyên phận, cùng bọn họ hứa gia có duyên phận, nhưng, vậy cũng chỉ có thể là nhìn một chút mà thôi, chỉ là qua xem qua nghiện thôi, 21 vạn, thanh kiếm này ta muốn. Liên tại lý thất giả dạ suy nghĩ cái thanh này tinh thần thảo kiếm thời gian, hai bên trái phải đột nhiên vang lên thanh âm của một cô gái. Hứa Dịch Vân nhìn lại, chỉ thấy một cô gái đứng ở nơi đó. Nữ tử này ăn mặc một thân xiêm y màu xanh lục. Nữ tử này rất mỹ lệ, so với Hứa Dịch Vân đẹp đẽ hơn nhiều lắm, nữ tử một thân xiêm y màu xanh lục, cả người tràn đầy sinh cơ, nàng hướng chỗ ấy vừa đứng, một tràn ngập sức sống khí tức đập vào mặt, khiến người ta cảm thấy một không nói được nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác nữ tử này cặp mắt tràn đầy linh động, lóe lên lóe lên quang mang, tự như là tinh linh như nhau, làm cho một loại sinh động linh tính. Nữ tử mặt trái xoan nhỏ, thoạt nhìn hết sức đẹp đẽ, ngũ quan thập phần xưng là hoàng mỹ, tự như là tinh điêu tế trác như nhau. Nữ tử này môi đỏ mộng hết sức hấp dẫn, đỏ tươi dễ chịu môi đỏ mộng chấp động thủy quan, để cho người ta có cắn một cái xung động. Nữ tử này một thân lục y nhẹ bó buộc, có lồi có lõm vóc người hết lãm không thể nghi ngờ, no đủ có bộ ngực tại sim y dưới, miêu tả sinh động, hiện ra hết đến mê hoặc, để cho người ta không khỏi nhìn nhiều. Nữ tử này tại cử chỉ ở giữa, nữ tử này có một thanh nhã và không mất mê hoặc khí tức. Nữ tử này một xuất hiện ở nơi này thời gian, lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt, không ít tu sĩ cường giả thoáng cái ánh mắt đều rơi tại nữ tử này trên người. Thật lâu dời không nhúc nhích được. Ninh Trúc công chúa không ít thấy nữ tử này tu sĩ cường giả, đều nhận ra nữ tử này, đặc biệt trẻ tuổi thanh niên tu sĩ, không khỏi thấp giọng nói rằng, Ninh Trúc công chúa tại tuấn ngạn mười kiếm trong hẳn là là đệ nhất mỹ nữ. Ninh Trúc công chúa tốt có linh tính nha. Cũng có lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử này tu sĩ cường giả, vừa cảm thụ đến nữ tử này một sinh cơ đập vào mặt, cũng không khỏi làm ngoài ý muốn. Có đối một kiếm thánh quốc quen thuộc tu sĩ nói rằng, Ninh Trúc công chúa, chính là yêu tộc thành đạo, nghe đồn căn cước chính là ninh trúc. Không biết thực hư, có thể khẳng định là, nàng thổi nhỏ liền thụ thiên địa linh khí bao hàm nuôi, cho nên, trên người nàng linh tính vượt xa hơn hẳn với người trong cùng thế hệ. Nghe nói, ninh trúc công chúa đã gả cho hải đế kiếm quốc đạm hải kiếm hoàng, thật hay giả nhỉ? Có tu sĩ trẻ tuổi cũng không khỏi làm hiếu kỳ, nhìn không được bát quái. Nhưng, lập tức đưa tới đồng bạn cảnh cáo, nói rằng, "Suỵt" nhỏ giọng một chút, chuyện như vậy, không nên tùy tiện nói huyên thuyên, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Cái này sợ không giả. Có thường ra nhập một kiếm thánh quốc cường giả gật đầu. Nói rằng, nghe nói là có chuyện như thế, đạm hải kiếm hoàng từng tự mình đi một kiếm thánh quốc. Đạm hải kiếm hoàng nha, chuyện này sẽ là hải đế kiếm quốc đời thứ sáu đạo quân A, có tu sĩ trẻ tuổi chỉ một cái đến, đạm hải kiếm hoàng, cái tên này thời gian, không khỏi làm thần thái chấn động. Không ít người nghe được tên của hắn, có chút kiên kỵ, đạm hải kiếm hoàng, tên này, tại kiếm châu chính là như sắm bên tai, bởi vì hắn trưởng chấp nhất toàn bộ hải đế kiếm quốc quyền hành, có thể nói là quyền nghiêng thiên hạ, có thể nói là để người trong thiên hạ triều bái tồn tại. Cũng là hiện nay một đời, trẻ tuổi không ai bằng tồn tại. Nhắc tới đạm hải kiếm hoàng, cái tên này thời gian, cũng không biết để bao nhiêu người làm kính ngưỡng ninh trúc công chúa thấy nữ tử này hứa dịch vân cũng không khỏi ngoài ý muốn chào hỏi một tiếng nữ tử này chính là hứa dịch vân cùng nổi danh tuấn ngạn mười kiếm một trong ninh trúc công chúa nàng xuất thân từ một kiếm thánh quốc càng một kiếm thánh quốc hiện nay hoàng đế liễu kiếm vương đệ tử thân truyền rất có nghe đồn nói ninh trúc công chúa đã gả cho đạm hải kiếm hoàng có thể nói là quý không thể phương như cửu thiên phượng hoàng đồng dạng là thập đại tuấn ngạn hứa dịch vân ninh trúc công chúa sao ra là có không ít chênh lệch. Mặc dù nói, cũng có người nhận ra hứa dịch vân, cũng không khỏi làm kinh ngạc, hôm nay tại đây cổ ý trai có thể gặp được đến thập đại tuấn ngạn bên trong hai vị, đích thật là khiến người ngoại ý, thế nhưng, hứa dịch vân xuất hiện, còn lâu mới có được ninh trúc công tử vậy tạo thành oanh động, cái này ngoại trừ hứa dịch vân thường ra không ở trên tẩy thánh nhai ở ngoài, là trọng yếu hơn là, hứa dịch vân không bằng ninh trúc công chúa cao quý, không bằng ninh trúc công chúa đẹp với khuôn mặt đẹp mà phương ninh trúc công chúa xác thực là thắng được hứa dịch vân rất nhiều hứa dịch vân xưng là là mỹ nữ mà ninh trúc công chúa chính là tuyệt thế mỹ nữ bất luận nàng đi tới chỗ nào đều khả năng hấp dẫn ở người khác ánh mắt là trọng yếu hơn là với thân phận mà nói ninh trúc công chúa so với hứa dịch vân không biết cao quý bao nhiêu ninh trúc công chúa xuất thân từ một kiếm thánh quốc một kiếm thánh quốc tuy rằng so ra kém hải đế kiếm quốc Cửu Luân thành như vậy vô song truyền thừa, nhưng dầu gì cũng là đạo quân truyền thừa, coi như là đang thịnh lúc, một kiếm thánh quốc nội tình xa lớn xa hơn Hứa gia. Mà hiện nay, Hứa gia đã suy sụp, tuy rằng còn là một thế gia, đã là tam lưu thế gia mà thôi, không thể cùng một kiếm thánh quốc như vậy nhất lưu đại giáo tông môn so sánh với. Huống chi, Ninh Trúc công chúa chính là Liễu Kiếm Vương đệ tử thân truyền, Liễu Kiếm Vương chính là một kiếm thánh quốc hoàng đế cũng là hiện nay kiếm châu sáu hoàng một trong, uy danh hiển hách không gì sánh được, cũng là quyền nghiêng nhất phương tồn tại. Cho nên, bất luận khuôn mặt đẹp còn là địa vị, hứa dịch vân đều không thể ninh trúc công chúa so sánh với, cho nên, ninh trúc công chúa dẫn, dẫn tới không ít người gây rối. Đó cũng là bình thường sự tình. Hứa cô nương, đã lâu. Ninh trúc công chúa hướng hứa dịch vân chào hỏi một tiếng, mặc dù nói, các nàng là nhận thức, nhưng, hôm nay, ninh trúc công chúa là hướng về phía tinh thần thảo kiếm mà đến nàng cũng sẽ không do dự nói rằng cái thanh này tinh thần thảo kiếm ta muốn còn xin hứa cô nương bỏ những thứ yêu thích hứa dịch vân cùng ninh trúc công chúa đều là tuấn ngạn mười kiếm ở đây một số người thấy bọn họ đều coi trọng cái thanh này tinh thần thảo kiếm không ít người xem náo nhiệt lên hứa dịch vân không khỏi cười khổ một cái tuy rằng nàng rất muốn cái thanh này tinh thần thảo kiếm còn muốn cũng vô dụng nàng là mua không nổi nàng lắc đầu nói rằng tinh thần thảo kiếm chính là cổ ý trai thương phẩm công chúa mua là được cho ta đóng gói đi ninh trúc công chúa phân phó điếm tiểu nhị một tiếng nàng đã là muốn mua lại cái thanh này tinh thần thảo kiếm hiện tại ninh trúc công chúa mở miệng muốn mua lại điều này làm cho điếm tiểu nhị không khỏi nhìn lý thất dạ bởi vì tinh thần thảo kiếm tại lý thất dạ trong tay hơn nữa lý thất dạ là chọn trước đến cái thanh này tinh thần thảo kiếm với bọn họ cổ ý trai mà nói, luôn luôn đều nói thứ tự đến trước và sau. Nếu như bây giờ Lý Thất Dạ muốn mua. Như vậy, Ninh Trúc công chúa liền không có cơ hội. Vị công tử này ngươi thấy thế nào? Điếm tiểu nhị không thể làm gì khác hơn là hỏi Lý Thất Dạ, nếu như Lý Thất Dạ không muốn, hắn đương nhiên ước gì bán cho Ninh Trúc công chúa. 21 vạn, ta muốn. Lý Thất Dạ hời hợt nói rằng. Hay, hay, ta cho công tử đóng gói. Điếm tiểu nhị vội vàng lên tiếng, hướng Ninh Trúc công chúa không người, nói rằng, công chúa điện hạ, vì công tử này chọn chọn trúng cái thanh này tinh thần thảo kiếm, công chúa điện hạ không bằng đi xem những thứ khác bảo vật, tiệm chúng ta trong còn có một đêm ngôi sao bay trên trời kiếm. 25 vạn. Ninh Trúc công chúa nhìn Lý Thất Dạ một cái, nói một cách lạnh lùng, ta trả 25 vạn, bán hay không? Cái này, Ninh Trúc công chúa đột nhiên báo một cái giá tiền cao hơn, nhất thời để điếm tiểu nhị khó xử, hắn không khỏi có chút lúng túng nhìn Lý Thất Dạ. Theo đạo lý mà nói, Lý Thất Dạ tới trước, Ninh Trúc công chúa phía sau đến, tương tự giá, đương nhiên là Lý Thất Dạ trước phải, thế nhưng, hiện tại Ninh Trúc công chúa báo một cái giá tiền cao hơn, cổ ý trai đích thật là có thể đem cái thanh này tinh thần thảo kiếm bán cho Lý Thất Dạ. 30 vạn Lý Thất Dạ nở nụ cười. 30 vạn. Lý thất giả đột nhiên báo như vậy một giới cách. Nhất thời để người ở chỗ này cũng không khỏi làm ngẩn ra. Tất cả mọi người nhìn lý thất giả, nói lý ra đánh giá lý thất giả, tất cả mọi người chưa từng thấy qua cái này vô danh tiểu tử, người nào cũng không biết hắn là lai lịch gì. Tiểu tử này là người nào, chớ sinh chặt. Có người thấp giọng hỏi. Tất cả mọi người lắc đầu, mọi người đều là lần đầu tiên thấy lý thất giả. Dạ thậm chí có người hoài nghi, dầm lý thất dạ, thấp giọng nói rằng, tiểu tử này, xem dáng dấp, không giống như là đại nhân vật gì, hắn có thể lấy được ra 30 vạn kim thiên tôn hỗn động tinh bích A. À? Điều này cũng không có thể nói mọi người coi khinh lý thất dạ. 30 vạn kim thiên tôn hỗn động tinh bích, ở đây lại có mấy người có thể cầm ra được. Không chỉ nói là tu sĩ bình thường cường giả, coi như là đại giáo tông môn cường giả, không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền nha, hơn nữa là một vô danh tiểu bối. Chương 3991, đấu giá. Lý Thất giả như vậy một cái vô danh tiểu bối, dĩ nhiên báo ra như vậy giá, cái này có thể không để ở đây tu sĩ cường giả cảm thấy kỳ quái a. À. Cho nên, vào lúc này, có người hoài nghi Lý Thất giả có phải hay không có thể lấy được ra nhiều như vậy tiền thấy Lý Thất Dạ không tỏ ra yếu kém, Ninh Trúc công chúa lạnh lùng nhìn chầm chầm Lý Thất Dạ, lạnh giọng nói, 35 vạn. Thấy Ninh Trúc công chúa lại đuổi 5 vạn, chuyện này nhất thời khiến người khác làm liếu lưỡi, tượng động một chút là thêm vào 5 vạn, đây chính là kim thiên tôn cấp bậc hỗn độn tinh bích, cũng không phải là cấp thấp tinh bích. Như vậy thủ bút cũng không tránh khỏi lớn quá rồi đó. Không phải chuyện đùa, như vậy nhảy lấy đà giá cả, không phải chúng ta có khả năng có tu sĩ không khỏi làm liếu lưỡi, lắc đầu. Dù sao nhân gia là công chúa. Cũng có thế hệ trước cường giả lý giải, nói rằng, một kiếm thánh quốc cho tới nay đều rất giàu có, đối với Trúc Ninh công chúa mà nói, chút tiền ấy vẫn có thể cầm ra được. 35 vạn kim thiên tôn hỗn độn tinh bích, đối với bao nhiêu người mà nói, đó là một khoản thiên giới giao dịch, chính là con số thiên văn, thế nhưng, đối với Ninh Trúc công chúa mà nói, đây là có thể tiếp nhận một cái phạm vi. Huống chi, mọi người đều biết, Ninh Trúc công chúa đã cùng đạm hải kiếm hoàng có hôn ước, là thời gian tới hải đế kiếm quốc hoàng hậu, Ninh Trúc công chúa là cỡ nào cao quý. Về phần hải đế kiếm quốc phú dùng, vậy cũng không cần hay đi lắm lời, là kiếm châu truyền thừa mạnh mẽ nhất, hải đế kiếm quốc tài phú đó là không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. 35 vạn kim thiên tôn hỗn động tinh bích, thậm chí đối với tại hải đế kiếm quốc mà nói, chẳng qua là một số lượng nhỏ mà thôi. 40 vạn. Tại Ninh Trúc công chúa báo giá sau đó, Lý Thất Dạ liền mí mắt cũng không có mở một cái. Lạnh nhạt nói. Nghe được Lý Thất Dạ vừa báo 40 vạn, liền hứa dịch vân cũng không khỏi cười khổ một cái, minh bạch Lý Thất Dạ đây là cùng Ninh Trúc công chúa tiêu hao. 40 vạn, nghe được Lý Thất Dạ vừa báo 40 vạn, tất cả mọi người dòm hắn, vào lúc này, liền nhiều người hơn hoài nghi, thấp giọng nói rằng, tiểu tử này thật có thể lấy được ra nhiều tiền như vậy à? Không muốn ăn nói lung tung. Cũng có thế hệ trước cường giả nhìn một chút lý thất dạ, thấp giọng nói rằng, không giống như là có 40 vạn kim thiên tôn tinh bích người. Hãy chờ xem, nếu như chụp được, không bỏ ra nổi tiền. Vậy có trò hay để nhìn. Cũng có người không khỏi cười lạnh một tiếng. Ai cũng biết, tại cổ ý trai, nếu là người ra giá cao vỗ cái tiếp theo thương phẩm, nếu như lại không bỏ ra nổi tiền, nhưng không có dễ dàng như vậy thoát thân chuyện tình, cổ ý trai vậy nhất định sẽ thu thập người ngươi. Cho nên, làm lý thất giả báo ra 40 vạn thời gian, ở bên cạnh tiểu nhị cũng không khỏi làm ngoại ý muốn, bất quá, hắn cùng không lo lắng lý thất giả không bỏ ra nổi tiền. 40 vạn, còn có càng giá cao sao? Điếm tiểu nhị cũng không khỏi sáng một cái tiếng nói, cất cao giọng, tạm thời làm giá bắt đầu bán tới. Vốn có, đây đã là có ít giá tinh thần thảo kiếm, vào giờ khắc này, lại dĩ nhiên để Lý Thất Dạ cùng Ninh Trúc công chúa hai người lại vỗ bắt đi. Hừ, lúc này, Ninh Trúc công chúa lạnh trên một tiếng, nhìn chầm chầm Lý Thất Dạ, nói một cách lạnh lùng, 45 vạn, đây là muốn hao tổn nữa, xem ai nhiều tiền. Nhìn thấy Ninh Trúc công chúa lại truy giới, mọi người đều biết Ninh Trúc công chúa muốn Lý Thất Dạ hao tổn nữa, đối với cái này đem tinh thần thảo kiếm là nhất định phải được cũng có cường giả không khỏi lắc đầu, nói rằng, như thế một thanh tinh thần thảo kiếm, đáng giá nhiều như vậy tiền sao? Không cần thiết đi. Liền ở bên cạnh hứa dịch vân đều cười khổ, trong nháy mắt, vốn là ít giá 21 vạn tinh thần thảo kiếm, trong chớp mắt chính là muốn vọt lên gấp đôi. Không phải là giá trị chuyện không đáng giá, có niên thiếu khí thịnh tu sĩ trẻ tuổi nói một cách lạnh lùng, đây là người cãi nhau từng câu, Phật tranh một nén hương. Cái này vô danh tiểu bối tiểu tử, cũng không nhìn một chút mình là cùng ai đấu cũng dám công chúa điện hạ đấu phú đây không phải là quá cùng vọng a à. cho dù hắn có điểm của cải nhưng tại hải đế kiếm quốc trước mặt đó là không đáng một đồng muối bỏ biển thôi tiểu tử này đấu không lại công chúa điện hạ vào lúc này mọi người cũng đều coi trọng ninh trúc công chúa dù sao ninh trúc công chúa thân phận so với lý thất dạ như vậy một vị vô danh tiểu bối cao quý không biết gấp bao nhiêu lần bàn về tài lực bàn về địa vị, bàn về thực lực, chỉ sợ trẻ tuổi không có bao nhiêu có thể cùng ninh trúc công chúa so sánh 50 vạn, lý thất dạ hời hợt, rất tùy ý, tự hồ đó là chuyện bé nhỏ không đáng kể thôi. Cái này cũng theo, thấy lý thất dạ lại vẫn dám báo ra 50 vạn giá, đây chính là để rất nhiều người ngoại ý muốn, có lão tu sĩ không khỏi nói thầm nói, tiểu tử này có phần quá không chừng mực sao. Hừ, chờ tiểu tử này xấu mặt, không tin hắn có thể tranh qua ninh trúc công chúa. Những người khác thấy Lý Thất Dạ lại muốn ninh trúc công chúa lại giá cả tới cùng, liền đối Lý Thất Dạ không có hảo cảm. Dù sao, ninh trúc công chúa là tuyệt thế đại mỹ nữ, xuất thân cao quý, mà Lý Thất Dạ chẳng qua là vô danh tiểu bối mà thôi, đa số người đương nhiên là đứng ở ninh trúc công chúa bên này. Ngươi, ninh trúc công chúa không khỏi căm tức Lý Thất Dạ, đối với Lý Thất Dạ cắn chặt không buông rất là tức giận gián dấp. Điện hạ, hay là thôi đi, chính là một thanh cỏ kiếm, không đáng cái giá tiền này lúc này ninh trúc công chúa bên người một cái lão bộc thấp giọng nói rằng người lão bộc này ăn mặc một thân áo tơ trắng vẫn đi theo ở ninh trúc công chúa phía sau một tấc cũng không rời thế nhưng hắn tuy rằng theo sát ninh trúc công chúa thế nhưng thường thường để cho người ta bỏ qua sự hiện hữu của hắn hắn giống như là một cái bóng như nhau đi theo ninh trúc công chúa thế nhưng thực lực đủ cường đại người nhất định sẽ phát hiện người lão bộc này thực lực rất cường đại quản chi hắn thu liễm tự mình huyết khí, thế nhưng, hai mắt chấp động quan mang, vẫn như cũ không che giấu được hắn thực lực cường đại. Nên có thể coi là, Ninh Trúc công chúa lạnh lùng nhìn lão bộc một cái, lạnh giọng nói, chúng ta thiếu chút tiền ấy a. À. Lão bộc há mồm muốn nói, nhưng, lại ngầm miệng, lặng lẽ đứng ở nơi đó, nhìn chầm chầm lý thất giả dạ ánh mắt, đang nhấp nháy không thôi. Ta ra 55 vạn nên trúc công chúa tựa hồ không mua được cái thanh này tinh thần thảo kiếm không bỏ qua dáng dấp. Lý thất giả không khỏi nở nụ cười, hơi hợt, nói rằng, một trăm vạn, không, hai trăm vạn. Cái gì, làm lý thất giả báo ra hai trăm vạn thời gian, tất cả mọi người thoáng cái ngay dại, trong khoảng thời gian ngắn, người ở chỗ này đều thoáng cái an tĩnh lại. Đây vốn là hai mươi mốt vạn kim thiên tôn hỗn độn tinh bích tinh thần thảo kiếm, trong nháy mắt liền biến thành hai trăm vạn trong nháy mắt tiêu gấp 10 lần, như vậy giá, bất luận là lúc nào, vậy cũng là thập phần thái quá vô cùng sự tình. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người tại chỗ đều ngây dại, không biết bao nhiêu người cho là mình là nghe lầm. 200 vạn, ta, ta, ta không có nghe lầm chứ. Có cường giả phục hồi tinh thần lại, đều không thể tin vào tai của mình, nhìn không được nói rằng. Là 200 vạn, không sai, tiểu tử này vừa đích thật là là báo 200 vạn. Nhiều lần xác định sau đó, mọi người đều biết Lý thất giả báo 200 vạn giá, như vậy giá, đem ai cũng có thể kinh ngạc đến ngay người Vào lúc này, có tu sĩ cường giả liền không nhìn được đối lý thất giả lớn tiếng kêu lên Tiểu tử, ngươi xác định ngươi có thể lấy được ra 200 vạn Đây cũng không phải là cái gì âm dương tinh thể cảnh giới cùng cùng tinh bích Càng không phải là cái gì hỗn động thạch Đây là kim thiên tôn tinh bích Thấy rõ ràng, đây là kim thiên tôn tinh bích Thế nhưng, đối với nói như vậy, Lý Thất Dạ là biệt tai không nghe thấy. Tại vừa thời gian, Lý Thất Dạ đấu giá, không ít người đều cảm thấy Lý Thất Dạ chưa chắc có thể lấy ra bỏ ra số tiền này. Hiện tại Lý Thất Dạ trực tiếp báo danh 200 vạn, cái này đã có người cũng không nhìn được nữa, trực tiếp ra chất vấn Lý Thất Dạ có thể hay không lấy ra cho ra cái giá tiền này. Hắn là điên rồi sao, coi như là lấy ra được đi ra, cái này cũng không tránh khỏi quá điên cuồng đi có thế hệ trước cường giả không nhịn được nói nói, chỉ có người điên mới có thể ra như vậy theo giá, 200 vạn, mua nhất kiện cường đại bảo vật, không thơm a. À. Càng muốn mua một thanh cỏ kiếm. Trên thực tế, rất nhiều người đều cho rằng, báo 40 vạn giá sau đó, đây đã là xa xa siêu cách cái thanh này tinh thần thảo kiếm bản thân giá tiền. Hiện tại lý thất giả dạ dĩ nhiên một hơi thở báo ra 200 vạn giá, vậy đơn giản chính là quá điên cuồng, coi như là nôn khí, không phải như vậy tới nôn tức giận, thật chẳng lẽ chính là đem tiền không thỏa đáng tiền khiến cho a. À? Chính là liền bên cạnh Hứa Dịch Vân đều bị giật mình, 200 vạn kim thiên tôn hỗn độn tinh bích, như vậy giá, thật sự là quá bất hợp lý. Công tử, chúng ta từ bỏ đi. Vào lúc này, liền Hứa Dịch Vân cũng không nhịn được xuất khẩu, thấp giọng nói rằng, cái này, cái này, cỏ này kiếm, hoàn toàn không đáng 200 vạn nha. Mặc dù nói Hứa dịch vân vẫn muốn cái thanh này tinh thần thảo kiếm. Vẫn muốn dư tiền mua cái thanh này tinh thần thảo kiếm. Thế nhưng, nếu như nói, cái thanh này tinh thần thảo kiếm muốn 200 vạn lời, quản chi nàng có 200 vạn, cũng sẽ không đi mua cái thanh này tinh thần thảo kiếm, bởi vì nàng cũng hiểu được, cái này tinh thần thảo kiếm tuyệt đối không đến 200 vạn như vậy giá. Nếu quả như thật có 200 vạn kim thiên tôn tinh bích, mua cái khác cường đại hơn, càng bảo vật trân quý, so với cái thanh này tinh thần thảo kiếm mạnh hơn nhiều. Thế nhưng, lý thất dạ lại vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, rất tùy ý, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Về phần đứng ở lý thất dạ bên người lục khỉ. Không trên một tiếng, hoàn toàn không có có phản ứng gì. Mặc dù nói, 200 vạn kim thiên tôn hỗn động tinh bích đối với rất nhiều người mà nói chính là một món khổng lồ, thế nhưng, đối với lục khỉ mà nói, cũng không tính là tiền gì chỉ cần lý thất dạ cần, một tiếng phân phó, không chỉ nói là 200 vạn kim thiên tôn tinh bích, coi như là 2.000 vạn tuyệt thiên tôn tinh bích, bọn họ chủ thượng theo đó mà làm không lầm. 200 vạn, 200 vạn, còn có càng giá cao a. À? Vào lúc này, tiểu nhị cũng là theo đờ ra bên trong phục hồi tinh thần lại, hắn phục hồi tinh thần lại sau đó, không từ một cái run, một nhiệt huyết thẳng trào mà lên. Nhìn không được hưng phấn. Thử nghĩ một hồi, Vốn là 21 vạn tinh thần thảo kiếm, bây giờ bị đấu giá đến 200 vạn. Cuộc mua bán này thực sự giao dịch thành công. Như vậy, hắn có thể bắt được bao nhiêu chia làm nhà. Đây quả thực là để hắn hung hăng buôn bán lời một số lớn. Cái này có thể không để điếm tiểu nhị hưng phấn A. À. Lúc này nhìn lý thất dạ, vậy cũng là hai mắt phát quan. Đây quả thực là thần tài. 200 vạn, chỉ có người điên mới ra như vậy giá. Vào lúc này, tất cả mọi người không khỏi nói thầm nói thầm.